Đó, chúng ta sẽ bắt đầu học này. Đó, chúng ta vào dạng 3 là viết phương trình chuyển động thẳng đều. Dạng 3 nhá, viết phương trình chuyển động thẳng đều. Nào, các bạn cùng bắt đầu ghi này. Bắt đầu ghi nhá. Dạng 3 là viết phương trình chuyển động thẳng đều. Dạng 3 là viết phương trình chuyển động thẳng đều. Được chưa? Đó, dấu sao đầu tiên là phương pháp. Dấu sao đầu tiên là phương pháp. Dấu sao đầu tiên là phương pháp. Phương pháp. Phương pháp. Dấu sao đầu tiên là phương pháp. Vậy bây giờ sẽ cho các bạn những cái bước để các bạn có thể viết được một phương trình, đúng chưa? Phương pháp này, hai chấm. Các bước để viết phương trình. Các bước để viết phương trình. Các bước để cho để viết phương trình. Các bước để viết phương trình. Các bước để viết phương trình, được chưa? Nào, bước 1 các bạn lưu ý này, bước 1 của chúng ta tập trung nhá, rất quan trọng này, bước 1. Bước 1. Bước 1 của chúng ta là một thao tác là phải chọn hệ quy chiếu. Tất cả các phương trình đều phải theo cái hệ quy chiếu mà chúng ta đã chọn, được chưa các bạn? Các bạn lưu ý vào. Nhớ nhá, tất cả các phương trình đều phải viết theo một cái hệ quy chiếu mà chúng ta chọn, được chưa? Thì bước 1 của chúng ta là chọn hệ quy chiếu. Chọn hệ quy chiếu. Vậy một hệ quy chiếu của chúng ta gồm có những cái gì, được chưa? Thứ nhất là gồm có, thứ nhất này là trục tọa độ OX. Trục tọa độ OX. Trục tọa độ. Trục tọa độ OX. Được chưa? Thứ hai là góc tọa độ. Thứ hai là góc tọa độ. Góc tọa độ. Thứ hai là góc tọa độ. Được chưa? Thứ ba là góc thời gian. Thứ ba chúng ta phải có là góc thời gian. Góc thời gian. Góc thời gian. Được chưa? Và thứ tư của chúng ta là cần phải có một cái chiều dương của chuyển động. Bạn nhớ vào nhá. Đó. Cái thứ tư của chúng ta là cần phải có một cái chiều dương của chuyển động. Chiều dương. Được chưa? Chiều dương của chuyển động, bạn nhớ vào nhá, của chuyển động. Đó, đây là một hệ quy chiếu của chúng ta, được chưa? Gồm có trục tọa độ OX này, gồm có góc tọa độ này, gồm có góc thời gian và gồm có chiều dương của chuyển động, được chưa các bạn? Đó là bước 1, được chưa các bạn? Đó chính là bước 1 của chúng ta. Bước 1 của chúng ta, được chưa? Tiếp tục là đến bước thứ hai, đến bước thứ hai này, các bạn như lưu ý này, bước thứ hai của chúng ta. Bước thứ hai của chúng ta. Được chưa? Bước thứ hai của chúng ta là lập phương trình dạng tổng quát. Các bạn nhớ nhá. Bước thứ hai của chúng ta là lập phương trình dạng tổng quát. Bước thứ hai này là lập phương trình. Lập phương trình. Lập phương trình. Được chưa? Dạng tổng quát. Lập phương trình dạng tổng quát. Nào các bạn có nhớ cái dạng phương trình tổng quát ở trong phần lý thuyết chúng ta học là gì không bạn ơi? Nào cái dạng phương trình tổng quát là gì, có còn nhớ không? Các bạn lưu ý này. Nhớ này, cái phương trình chuyển động nó chính là cái phương trình ly độ x. Bạn nhớ nhá, phương trình chuyển động của chất điểm chính là phương trình về ly độ x, đúng không? Vậy chúng ta lập phương trình chuyển động, tức là chúng ta lập phương trình tọa độ x ấy, đúng chưa các bạn? Thì ở phần tổng phần lý thuyết ấy, chúng ta đã có một cái phương trình tổng quát là gì rồi? X bằng, được chưa? X0 các bạn cộng với v nhân mở ngoặc t trừ đi t0, t0, được chưa? Đây là phương trình dạng tổng quát của chúng ta. Các bạn lưu ý điều này vào, được chưa? Đó, sẽ đi cùng các bạn hết cả chương 1 luôn đấy, các bạn lưu vào nhá. Lưu ý vào. Đó. Nào trong đó x0 là gì các bạn có nhớ không các bạn ơi? Nào các bạn thử comment lên cho anh là trong đó x0 là gì các bạn nhỉ? Nào các bạn ơi, x0 là gì nào? Các bạn nhớ không? X0 là gì? X0 là gì các bạn nhỉ? X0 ở đây là gì nào các bạn còn nhớ không? X0 là vị trí của vật.
Nhớ này, là vị trí của vật, là vị trí để chờ của vật, tại tại thời điểm t0, tại thời điểm t0, đúng chưa? Còn x là gì? X ở đây lưu này, đợi, x là vị trí của vật, là vị trí, của vật, được chưa? Của vật tại thời điểm t, đó, tại thời điểm t, được chưa bạn? Còn v ở đây thì bạn đi lưu ý này, cái v ở đây người ta gọi là vận tốc của vật, được chưa? V là vận tốc của vật, đó, v là vận tốc của vật. Nào anh thử hỏi các bạn này, anh hỏi bạn nhá, giá trị của x, nào lưu ý này, giá trị của x0 nó có mấy trường hợp xảy ra các bạn ơi? Các bạn thử comment lên cho anh biết nào. Là cái giá trị của x0 nó có mấy trường hợp xảy ra các bạn nhỉ? Các bạn có nhớ không? Nào x0, nó có mấy khả năng xảy ra các bạn? Có mấy khả năng xảy ra nào các bạn có nhớ không? Các bạn ơi, các bạn có còn nhớ không? X0 sẽ có mấy khả năng xảy ra các em ơi? Các em thử comment lên cho em biết là x0 sẽ có mấy khả năng xảy ra nhỉ? Có mấy khả năng xảy ra? Nào sẽ có mấy khả năng xảy ra nhỉ? Có 3 khả năng bạn lưu ý nhá, có 3 khả năng. Đó, sẽ có 3 khả năng. Được chưa? Đây. Sẽ có 3 khả năng xảy ra. Các lưu ý nhá, có 3 khả năng. Thứ nhất nó lớn hơn 0, thứ hai nó bằng 0 và thứ ba thậm chí nó còn nhỏ hơn cả 0 nữa. Được chưa các bạn? Các bạn lưu ý này vào, được chưa? Các nhìn này, đây là trục OX đúng chưa? Nào lưu ý này, đây là góc tọa độ này, đây là điểm O này. Đúng chưa? Đây là điểm O. Vậy các bạn cần phải lưu ý là khi vật đấy, khi cái vị trí của vật nằm bên phía này, đây bên phía này bạn nhìn nhá, màu đỏ này bên phía này. Các lưu ý nhá, khi cái vị trí của vật nằm ở bên phía đây, phía này, toàn bộ phía màu đỏ là tô này đúng không, thì rõ ràng trong trường này thì x của nó dương, x0 nó dương đúng không? Vậy các bạn sẽ viết sau đây, trong đoạn này lưu ý này, trong đoạn này từ đây đến đây đúng chưa, thì x0 sẽ lớn hơn 0, được chưa? Còn nếu cái x, nếu mà vị trí vật đấy nó nằm ở đoạn phía này, đầu bên này đợi nhìn nhá, ở phía này này, đây phía này đúng chưa, nếu cái vị trí vật nó nằm ở phía này, đây phía này, thì rõ ràng trong tình huống này x0 nó sẽ âm, đúng chưa? Vậy chúng ta có đây, trong cái phía này thì x0 nó sẽ âm, đúng chưa? Và sẽ có một vị trí rất đặc biệt là khi đó x0 bằng 0, tức là vật sẽ, vị trí ban đầu vật sẽ trùng vào góc tọa độ, thì đây nó chính cái vị trí này. Rồi, tại đây thì x0 bằng 0, đó, x0 bằng 0, được chưa bạn? Tại đây x0 nó sẽ bằng 0, các bạn lưu ý vào, được chưa? Nào, tiếp tục này, vẫn là trong phần bước 2 nhá, vẫn là trong phần bước 2. Dấu cộng tiếp theo, nhớ là vẫn ở trong phần bước 2 nhá. Nếu 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 được chưa? Nếu vật chuyển động theo chiều dương, nếu vật chuyển động theo chiều dương, Nào các bạn thử comment lên, nếu vật chuyển động theo chiều dương quỹ ước thì chúng ta sẽ lấy vận tốc của vật là dương hay là âm các bạn ơi? Các bạn ơi, anh hỏi bạn nhá, nếu vật chuyển động theo chiều dương, thì vận tốc của vật người ta sẽ quy ước là dương hay là âm? Nào các bạn comment lên. Nhớ phải làm nổi bật những cái gì anh dạy các bạn lên nhá. Đây, vật chuyển động theo chiều dương. Đúng chưa? Vật chuyển động theo chiều dương thì vận tốc của vật người ta quy ước sẽ là lớn hơn không, nhớ điều này vào, rất quan trọng luôn, sẽ là lớn hơn không, được chưa? Còn dấu cộng tiếp theo này, dấu cộng tiếp theo là nếu được chưa, nếu vật chuyển động được chưa theo chiều âm, nếu vật chuyển động theo chiều âm, các bạn lưu ý nhá, nếu vật chuyển động theo chiều âm, đây theo chiều âm, các bạn nhớ vào nhá, nếu vật chuyển động theo chiều âm thì người ta sẽ quy ước vận tốc của vật là âm, v âm, v nhỏ hơn không, rõ chưa? Đó là những cái cơ bản nhất phải biết vào, được chưa? Cái bước 2 thì rất nhiều bạn biết này, nhưng cái khó nhất ở trong phương trình, bạn lưu ý này, cái khó nhất ở trong cái bài toán viết phương trình chuyển động ấy, nó chính là xác định thẳng t0 này, đó bạn lưu ý nhá. Bạn lưu ý này, cái khó nhất trong các dạng bài viết phương trình chuyển động của vật ấy chính là các bạn phải tìm ra cái thằng t0 là như thế nào.
đó nó là như thế nào. Các bạn phải lưu ý điều này vào cho anh, được chưa? Vậy chúng ta sẽ đến với bước quan trọng nhất, nó chính là bước 3. Bước 3. Bước 3. Nào, cho đến bước quan trọng nhất là bước 3. Bước 3. Bước 3. Bước 3 là gì? Bước 3 ở đây chính là các kiểu phương trình. Bước 3 nhá, các kiểu phương trình. Các kiểu phương trình. Các kiểu phương trình, được chưa? Bước 3 của chúng ta sẽ là các kiểu phương trình, được chưa các bạn? Nào, bây giờ các bạn sẽ cùng vẽ cho anh một cái trục thời gian, một cái trục thời gian. Các bạn lưu ý nhá. Các bạn cùng vẽ cho anh một cái trục thời gian như sau. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn này vẽ trước nhá, rồi các bạn sẽ vẽ sau. Đây, anh có một cái trục thời gian như sau. Bạn nhớ nhé, đây là trục thời gian T, được chưa? Đây là trục thời gian T. Đó, bạn lưu ý vào. Bạn lưu ý nhé, các kiểu phương trình này nó sẽ tùy thuộc vào cái mốc thời gian mà đề bài người ta chọn, được chưa các bạn? Tập trung hết sức phần này, đây là phần khó nhất của cái viết phương trình. Các bạn chỉ cần hiểu phần này thôi thì mọi thứ nó very very easy luôn. Quá đơn giản luôn. Nếu các bạn đã hiểu cái bước 3 này này, các bạn lưu ý cho anh nhá. Cố gắng tập trung hết sức vào. Nào, bạn nhìn lại đây, anh sẽ có một cái vị trí người ta gọi là vị trí mốc tọa độ. Rồi. Các lưu ý này. Anh sẽ có một vị trí là mốc tọa độ. Rồi. Đó, vị trí này đúng không? Anh sẽ ký hiệu nó là một cái đồng hồ, cái đồng hồ. Cái đồng hồ. Được chưa? Đó. Được chưa? Các lưu ý vào nhá. Đấy, và đây bạn lưu ý này, đây nó chính là mốc, bạn lưu ý nhá, đây nó chính là mốc này. Lưu ý này, đây là chính là mốc đúng không? Là lúc không về ký hiệu không này, đó, đây là không. Được chưa? Vẽ vào. Vẽ cẩn thận vào nhá. Đó, các bạn lưu ý ở đây nó là một cái trục thời gian nhé, trục biểu diễn thời gian. Đó. Thì đây nó là trục OT, là trục biểu diễn thời gian. Được chưa? Trục biểu diễn thời gian. Nào các bạn vẽ xong đi, nào các bạn vẽ xong thì các bạn comment cho anh chữ ok để anh sẽ bắt đầu anh giảng cho các bạn này. Nào, tất cả các bạn vẽ xong cái này thì các bạn comment cho anh chữ ok lên. Được chưa? Các bạn comment cho anh chữ ok lên để anh bắt đầu đi vào từng kiểu phương trình một. Đó, tương tác lên. Nào các bạn nhìn này, chúng ta sẽ có kiểu một này, bạn lưu ý này, kiểu một này. Bạn lưu ý này, kiểu một. Kiểu một, được chưa? Kiểu một là thời điểm ban đầu, bạn lưu ý nhá, kiểu một này, thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu. Bạn lưu ý nhá, thời điểm ban đầu của vật, của vật. Thời điểm ban đầu của vật, được chưa? Trùng. Nhớ nhá, trùng thời điểm ban đầu của vật trùng vào mốc thời gian, trùng này vào mốc thời gian, mốc thời gian. Bạn nhớ nhá, rất nổi bật này, thời điểm ban đầu tức là có thể trong đề toán người ta cho bạn là vật xuất phát đúng cái mốc thời gian, hay người ta chọn mốc thời gian là lúc vật bắt đầu xuất phát, bắt đầu xuất phát, hiểu chưa? Nào, các bạn ơi, bạn nghe rõ này, các bạn nghe rõ này, tập trung nhá. Thời điểm ban đầu vật chính là T0, đúng không? Chính là T0, chính là T0. Đúng chưa bạn? Vậy bây giờ là thời điểm ban đầu vật trùng vào mốc thời gian, trùng vào mốc thời gian, tức là bây giờ thằng T0 ở đây này. Bạn nhìn nhá, bạn nhìn của anh này. Đây ký hiệu là mốc thời gian, đây ký hiệu là mốc thời gian, đúng không? Vậy người ta có một câu rất quan trọng là thời điểm ban đầu trùng vào mốc thời gian, tức là trong trường này T0 sẽ nằm ở đây, đây là T0. T0 nằm đây. Đó, lưu ý vào nhá, đây là chính là T0. Được chưa? Đây chính là T0. T0. Được chưa? Nào, comment lên, bạn nhìn này, comment lên nhá. Trong trường hợp này T0 bằng bao nhiêu? Rất hay luôn. Nào, T0 bằng bao nhiêu? Các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn này. Nếu vị trí ban đầu của vật trùng vào gốc tọa độ, trùng gốc độ thì x0 bằng 0, đúng không? Bây giờ nếu thời điểm ban đầu là T0 nó trùng vào mốc thời gian thì bây giờ T0 nó bằng bao nhiêu? Comment lên các bạn ơi.
Đúng rồi, chính xác, T0 bằng 0. Đó, T0 bằng 0. Được chưa? Các bạn phải hiểu vấn đề vào. T0 bằng 0. Đó. Được chưa? T0 của chúng ta sẽ bằng 0. Được chưa bạn? Bạn lưu ý bạn nhá, T0 sẽ bằng 0. Được chưa? T0 của chúng ta sẽ bằng 0. Bằng 0. Được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái phương trình dạng bài toán tổng quan luôn này. Bạn nhìn lại đời. Được chưa? Ta có là x. Chúng ta có là x bằng x0 cộng với cả v nhân t. Đó, đây là kiểu phương trình đầu tiên. Được chưa? Đây là kiểu phương trình đầu tiên. Các bạn nhớ anh điều này vào nhá, cực kỳ quan trọng luôn. Được chưa? Đây là kiểu phương trình đầu tiên. Các bạn nhớ vào, được chưa? Vậy các bạn chỉ cần nghe một câu là trong đài toán bảo là thời điểm ban đầu của vật trùng vào mốc thời gian, hay người ta cho bạn là vật xuất phát trùng vào mốc thời gian, thì dạng phương trình của vật sẽ là x bằng x0 cộng v nhân t cộng v nhân t. Được chưa? Nào các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn thử lật lại quyển vở của bạn ấy đến cái phần thời điểm và thời gian. Nào các bạn lật lại phần lý thuyết của chúng ta ấy đến cái phần mà nghiên cứu là thời điểm và thời gian. Có một dòng anh ghi các bạn như sau này. Bạn nhìn lại nhá, có một dòng ghi như sau này. Nếu lấy mốc thời gian là thời điểm vật bắt đầu chuyển động. Nào bạn mở lại đi để bạn hiểu rõ câu này cho anh này, được chưa? Nếu lấy mốc thời gian là thời điểm vật bắt đầu chuyển động thì số chỉ của thời điểm sẽ trùng với số đo khoảng thời gian trôi. Nào các bạn nhìn vào cho anh cái chỗ đó ở phần lý thuyết anh dạy các bạn, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ hơn cái phần nốt đó. Nào, đọc lại cho bạn này. Nếu lấy mốc thời gian là thời điểm vật bắt đầu chuyển động thì số chỉ của thời điểm sẽ trùng với số đo khoảng thời gian trôi, đúng không? Các bạn nhìn thấy cái đó chưa? Thì bạn nhìn này, đây bạn nhìn nhá. Đến đây thì rõ ràng các bạn sẽ có một cái điều sau, bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, đúng không? Ta có delta t, nó chính là khoảng thời gian trôi, đúng không? Delta t. Giả sử ta lấy t, ta trừ đi t0, đúng chưa? Mà trong trường này t0 bằng 0 thì rõ ràng là t trừ t0 thì còn lại là t, còn lại là t, được chưa? Thì bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn này. Đây nó chính là khoảng thời gian trôi, đúng không? Còn đây nó chính là thời điểm. Vậy trong trường này rõ ràng là khoảng thời gian trôi nó trùng vào, nó bằng rất là trùng, đúng không? Nó bằng, tức là nó trùng vào cái thời điểm ta xét. Đó. Được chưa? Bạn lưu ý này vào. Bạn lưu ý nhá. Vậy tiếp tục này, đến đây chúng ta lại suy ra, đến đây chúng ta sẽ suy ra quãng đường tính như sau. Đến đây là ta suy ra này, đây là suy ra nhá, S bằng, được chưa? Quãng đường bằng v nhân t luôn, bằng v nhân t. Gọi lưu ý vào, quãng đường S bằng v nhân t. Đó là kiểu đầu tiên. Kiểu một là kiểu hay thi nhất, nhớ kiểu một là kiểu hay thi nhất, được chưa? Nào tiếp tục này, kiểu thứ hai, gọi lưu ý nhá, kiểu thứ hai, được chưa? Kiểu thứ hai là thời điểm của vật, thời điểm ban đầu của vật. Kiểu thứ hai này, thời điểm ban đầu của vật, ban đầu thời điểm ban đầu của vật. Bạn lưu ý nhá, thời điểm ban đầu của vật, được chưa? Sau mốc thời gian, đó có quan trọng nhá. Nhớ này, làm nó bật lên này, thời điểm ban đầu vật sau 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 mốc thời gian, sau mốc thời gian đó, sau mốc thời gian, được chưa? Làm nổi bật cho anh chữ sau lên, sau mốc thời gian, được chưa? Ví dụ đây, bạn lưu ý này, ví dụ nhá, ví dụ này, các bạn còn bạn nghe giảng nhá, ví dụ này các bạn viết thêm này. Ví dụ nhá, anh sẽ lấy mốc thời gian, lưu ý này, nếu anh lấy mốc thời gian là lúc 8 giờ, bạn lưu ý này, nếu anh lấy mốc thời gian là lúc 8 giờ, đúng không? Là lúc 8 giờ. Vậy giả sử này, bạn lưu ý nhá, ở kiểu 2 là thời điểm ban đầu của vật sau mốc thời gian, đúng không? Nghĩa là sao? Bạn nghe một tí này. Giả sử nhá, nếu chúng ta lấy mốc thời gian là lúc 8 giờ thì giả sử thời điểm ban đầu của vật là lúc 9 giờ, tức là vật xuất phát lúc 9 giờ thì người ta gọi là thời điểm ban đầu của vật sau mốc thời gian. Nghe cho rõ này, nghe rõ nhá. Nếu chúng ta lấy mốc thời gian là 8 giờ, tức là 8 giờ, bạn lưu ý này, 8 giờ nó sẽ nằm ở vị trí 0, nó chính là mốc thời gian, đúng chưa? Và thời điểm xuất phát của vật, thời điểm xuất phát của vật là lúc 9 giờ, là lúc 9 giờ. Đây, bạn nhìn này. Các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn tập trung này, rất quan trọng này, đây. Đây, thời điểm vật này, đây. Đây chính là lúc 9 giờ này, 9 giờ. Đây, vật
Đây là lúc 9 giờ. Đúng chưa? Là lúc 9 giờ. Vậy anh hỏi bạn, trong trường này T0 nó dương âm là các bạn ơi. Đấy, anh hỏi bạn, trong trường này thì T0 nó dương âm đã. Nào các bạn thử comment lên cho anh biết nào. Nào, các bạn thử comment lên cho anh biết là trong trường này thì T0 nó dương hay nó âm? Nó dương hay nó âm? Nào, comment lên. Nào các bạn comment lên là T0 nó dương hay nó âm? Nó sẽ dương, chính xác, nó sẽ dương, chắc chắn nó sẽ dương. Đúng không? T0 nó lớn hơn không? Đó, lớn hơn không? Đúng chưa các bạn? Và các bạn thử comment này, các bạn thử comment cho anh nhá. Vậy theo bạn trong trường này thì thằng T0 nó bằng bao nhiêu nào các bạn ơi? Nào. Các bạn ơi, bà thử bạn nhìn đến đây nhá, bạn nhìn đây này, các bạn nhìn đây nhá. Nếu thời điểm bắt đầu vật là 9 giờ, đúng chưa? Và mốc thời gian là 8 giờ. Vậy trong trường này T0 nó bằng bao nhiêu? Nào, comment lên. Nào, comment lên cho anh biết là các bạn ơi. Nào, T0 bao nhiêu nào? Cố gắng phải hiểu vào, đúng không? Đúng không? Nào, vật xuất phát lúc 9 giờ, ok chưa? Mà mốc thời gian chúng ta lấy là 8 giờ. Vậy từ 8 giờ đến 9 giờ là 1. Vậy trong trường này T0 nó là 1, nó là 1. Đó. Hiểu nhé, nó là 1, nó là 1. Đấy, mà hiểu vào. Được chưa? Rõ không ạ? Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái dạng phương trình tổng quát như sau: x x này bằng này x0 cộng với cả v nhân mở ngoặc t trừ đi t0. Đó, t0. Các bạn nhớ chốt vào cho anh nhé, khá quan trọng. Được chưa? Đó. Vậy người ta nếu nếu nhá, nếu vật xuất phát sau mốc thời gian thì cái dạng phương trình của vật sẽ là x bằng x0 cộng v nhân mở ngoặc t trừ đi t0, trừ đi t0. Đúng chưa? Trừ đi t0. Đúng chưa? Trừ đi t0. Đó. Vậy ở đây các bạn có cái quãng đường này, bạn có cái quãng đường như sau luôn, bạn suy ra quãng đường này. Rồi, quãng đường S đúng chưa của chúng ta sẽ được tính bằng V nhân mở ngoặc T trừ đi T0. Họ lưu cái vào. T trừ đi T0. Được chưa? Đó là kiểu 2. Đó là kiểu 2. Được chưa các bạn? Nhớ nhá, kiểu 1 là trùng vào mốc thời gian. Kiểu 2 là sau xuất phát sau mốc thời gian. Và kiểu cuối cùng là kiểu 3. Kiểu cuối cùng là kiểu 3. Kiểu 3. Kiểu 3. Đúng chưa? Kiểu 3. Kiểu 3 là thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu của vật. Được chưa? Thời điểm ban đầu của vật. Được chưa? Trước mốc thời gian. Trước mốc thời gian. Trước mốc thời gian. Đúng chưa? Đó, các bạn làm nổi bật cho anh chữ trước lên. Làm nổi bật cho anh chữ trước lên. Được chưa? Thời điểm ban đầu của vật trước mốc thời gian. Ví dụ đây, ví dụ nhá, ví dụ này. Vẫn lấy mốc thời gian là lúc 8 giờ, lưu ý nhá, vẫn lấy mốc thời gian là lúc 8 giờ, nhưng ở trong kiểu 3 này thì vật sẽ xuất phát lúc 6 giờ, giả sử nhá, giả sử này. Mốc thời gian của chúng ta vẫn là lúc 8 giờ, đúng không? Vẫn là lúc 8 giờ, nhưng bây giờ vật sẽ xuất phát lúc 6 giờ, 6 giờ. Đây. Lúc 6 giờ thì nằm ở đây. Đây, vật xuất phát lúc 6 giờ. Đây là lúc 6 giờ. Được chưa? Đây nó sẽ là lúc 6 giờ, đúng chưa? Nào, comment lên là T0 nó âm hay dương nào các bạn ơi? Nào, T0 âm hay dương? Comment lên trong trường này thì T0 nó âm hay nó dương? Nào, anh cần sự comment chỉ âm hay dương thôi để các bạn hiểu vấn đề vào. Nào, âm hay dương? Giả sử ở trường này nhá, mốc thời gian vẫn là lúc 8 giờ, nhưng bây giờ vật xuất phát lúc 6 giờ thì T0 nó âm hay dương? Nó âm hay dương? Nó âm, chính xác. Quá chính xác luôn. Đúng không? T0 nó âm. Nó âm, đúng chưa? Vậy trong trường này này, lưu ý này. Vậy các anh hỏi bạn nhá, trong cái trường này đang lấy là thì T0 nó bằng bao nhiêu nhỉ? Các bạn ơi. Nào, anh hỏi bạn này, trong trường này thì T0 nó âm bao nhiêu nhỉ? T0 âm bao nhiêu nhỉ? Nào, comment lên các bạn ơi, comment lên nào, comment lên này, các bạn comment lên này. Các bạn nghe giảng nhá, các bạn nghe giảng này. Giờ các bạn nhìn này. Mốc thời gian là lúc 8 giờ. Đúng chưa? 8 giờ. Đúng chưa? Lúc 8 giờ. Cái này là 6 giờ, vật xuất phát lúc 6 giờ, vậy trong lúc này T0 nó là âm 2. Đó, trừ 2. Đúng chưa? Trừ 2.
Được chưa các bạn? Trừ 2. Vậy đến đây các bạn sẽ có cái phương trình như sau: x bằng. Để cho x bằng. Bạn nhìn này, x0 cộng với cả v nhân mở ngoặc, bạn nhìn nhá. T trừ đi t0. T trừ đi t0, đúng không? Thì rõ ràng là trừ với trừ thành cộng, đúng không? Trừ với trừ thành cộng. Vậy ở đây chúng ta có ngay là thành t cộng với cả t0. Cộng với cả t0. Được chưa? Cộng với cả t0. Các bạn lưu đề vào nha, cộng với cả t0. Các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn này, bạn nhìn nhá. Âm bạn nhìn nhá, tập trung ví dụ đơn giản này. Ví dụ đơn giản nhá, bạn lấy t, bạn trừ đi trừ 2. Đúng không? Bạn trừ đi trừ 2. Thì rõ ràng bạn sẽ bằng t cộng 2. Đó, t cộng 2. Đúng chưa? T cộng 2. Các bạn lưu ý vào, t cộng 2. Các bạn nhớ nhá, t cộng 2, đúng chưa? Đây là nháp nhá, cái này xóa đi này. Đúng chưa? Vậy thì đây chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ suy ra cái phương trình S của chúng ta này. S bằng này, đúng chưa? V nhân mở ngoặc T cộng T0. Cộng T0. Đó, cộng T0. Được chưa? Cộng với cả T0. Được chưa? Cộng với cả T0. Vậy đến đây các bạn cần phải chú ý, anh bạn lưu ý cho anh nhé. Các bạn lưu ý cho anh này. Các bạn nhớ này. Đó, bạn ghi cẩn thận vào nhá. Và sau đó bạn sẽ có một cái nốt này. Bạn sẽ có một cái nốt này. Bạn có một cái nốt này, được chưa? Bạn lưu ý này. Bạn lưu ý nhá, một cái nốt chúng ta rất quan trọng này, với T0, được chưa? Với T0 này. Chấm phẩy T, được chưa? Với T0 này, chấm phẩy T là khoảng thời gian. Với T0 chấm phẩy T là khoảng thời gian được tính. Với T0 này chấm phẩy T này, đúng chưa? Là khoảng thời gian được tính, được chưa? Từ mốc thời gian. Đó, gọi lưu vào từ mốc thời gian. Được chưa? Từ mốc thời gian, cậu lưu này vào nhá, cậu lưu này vào, rất quan trọng luôn. Đấy, tập trung vào, nhớ với t0 chấm phẩy t là khoảng thời gian được tính từ mốc thời gian, đúng chưa? Nào, chúng ta sẽ có một cái ví dụ nhỏ nhỏ nhé, bạn lưu ý này. Cái ví dụ nhỏ nhỏ này là cái ví dụ để chúng ta nhuyễn hơn thằng để chúng ta nhuyễn để xác định cái kiểu phương trình nó rơi vào kiểu 1, kiểu 2 hay nó rơi vào kiểu 3, đúng chưa? Kiểu 3. Nào, bạn nhìn này, chúng ta sẽ có một cái ví dụ nho nhỏ như sau, bạn nhìn này. Tập trung nhá, cái ví dụ như sau này. Ví dụ nhá, bạn nhìn này, ví dụ này, cậu nghe này. Ví dụ là anh sẽ lấy mốc mốc thời gian được chưa, là lúc, được chưa? Bạn lưu ý này, lúc mốc thời gian lúc 7 giờ 00, được chưa? Giả sử nhá, mốc thời gian là lúc 7 giờ 00, được chưa? 7 giờ 00. Nào, vậy chúng ta lại có ba trường hợp này, chúng ta có ba trường hợp. Vậy trường đầu tiên, bạn lưu ý này, nếu vật xuất phát, được chưa? Nhớ này, nếu vật xuất phát, được chưa? Xuất phát lúc, được chưa? Lưu ý này, nếu vật xuất phát lúc 10 giờ, nào, nếu vật xuất phát lúc 10 giờ, nào, các bạn ơi, các bạn thử comment cho anh xem phương trình là gì nào, các bạn nghe này, các bạn nghe nhá. Chúng ta có là x bằng này, x0 này, cộng với cả v này, nhân mở ngoặc t bao nhiêu, nào, comment lên, nó chỉ khác nhau là t trừ hay t cộng thôi, đúng chưa các bạn? Nào, các bạn comment lên này. Mốc thời gian của chúng ta đang là 7 giờ. Mốc thời gian của chúng ta đang là 7 giờ mà vật xuất phát lúc 10 giờ. Vật xuất phát lúc 10 giờ. Vậy anh hỏi các bạn, vật đang nói rơi vào kiểu mấy nào, comment lên nào các bạn ơi. Các bạn comment rơi vào kiểu mấy nào? Rơi vào kiểu mấy, comment lên nào các bạn nào. Nào, mốc thời gian lúc 7 giờ, vật xuất phát lúc 10 giờ. Vậy anh thử hỏi bạn comment lên, nó rơi vào kiểu mấy? Kiểu mấy các bạn ơi? Kiểu mấy nào? Kiểu mấy luôn. Bây giờ không còn là nào kiểu mấy luôn. Nào kiểu mấy? Bây giờ nó là số cụ thể nhá. Đây nó là số cụ thể rồi đúng không? Vậy nó rơi vào kiểu 2, đúng không? Nó rơi vào kiểu 2. Ok chưa?
Thì rõ ràng trường nào nhìn này, bạn nhìn nhá. Nào, bây giờ comment lên, bạn nhìn này. Mốc là lúc 7 giờ, đúng không? Bây giờ là 10 giờ. Vậy từ 7 giờ đến 10 giờ thì rõ ràng là 3 giờ, đúng không? Vậy trong trường này T0 là 3, đúng không? Vậy trong trường này là trừ đi 3, trừ đi 3. Đó, trừ đi 3. Hiểu vấn đề không? Trừ đi 3. Hiểu không? Nào hiểu không? Nào các bạn có hiểu không? Hiểu thì comment lên nào. Hiểu thì comment lên. Nào hiểu không? Trừ đi 3. Đó. T0 trong trường này nó là 3. Nó là 3 luôn. Các bạn có hiểu không? Được chưa? Tiếp tục này. Để tiếp tục nhá. Nếu vật xuất phát. Nếu vật xuất phát. Nếu vật xuất phát. Được chưa? Nếu vật xuất phát. Được chưa? Lúc. Lúc. Được chưa? Nếu vật xuất phát. Lúc. Được chưa? Lúc. Bạn lưu ý này, tập trung này, nếu vật xuất phát lúc 6 giờ, 6 giờ. Lúc 6 giờ. Giờ nếu vật xuất phát lúc 6 giờ. Đó. Nào, comment lên kiểu mấy? Nó rơi vào kiểu mấy các bạn ơi? Nó rơi vào kiểu mấy các bạn ơi? Lúc 6 giờ. Nào, nó rơi vào kiểu mấy? Mốc thời gian là lúc 7 giờ, vật xuất phát lúc 6 giờ. Vậy nó rơi vào kiểu mấy các bạn ơi? Nó rơi kiểu mấy đây? Kiểu mấy nhỉ? Nó rơi vào kiểu 3, nó rơi kiểu 3, vậy rằng ta có x, x. Nào comment lên, trong trường này T0 bằng bao nhiêu nào? Trong trường này T0 bao nhiêu? Nào T0 bao nhiêu? Mốc thời gian, lưu ý này, mốc thời gian là 7 giờ, đúng không? 7 giờ, xuất phát lúc 6 giờ. Vậy khoảng thời gian từ thời điểm T0 đến thời điểm mốc thời gian là 1 giờ, là 1 giờ đúng không? Là 1 giờ, đó là 1 giờ. Vậy chúng ta có phương trình như sau, x bằng x0, được chưa? Cộng với v nhân mở ngoặc T, nhớ rơi vào kiểu 3, vậy cái này nó phải là cộng này, cộng này, cộng này, đúng chưa? Cộng. Đó, cộng 1 luôn. Cộng 1 luôn. Đúng chưa? Cộng 1 luôn. Trừ với trừ thành cộng luôn mà, lưu ý là trừ với trừ thành cộng luôn, đúng không? Các bạn lưu ý vào nhá. Các lưu ý vào nhá. Được chưa nhỉ các bạn ơi? Được chưa? Đó. Các bạn nhớ của anh được chưa? Còn nếu bạn lưu ý này đây, còn nếu vật xuất phát lúc 7 giờ luôn, đây lưu ý này, nếu vật xuất phát lúc 7 giờ luôn. Xuất phát lúc 7 giờ. Xuất phát được chưa? Lúc 7 giờ, lúc 7 giờ. Được chưa? Thì phương trình của chúng ta nào, nếu vật xuất phát lúc 7 giờ, con lưu ý này, nếu vật xuất phát lúc 7 giờ, 7 giờ đúng không? Thì trong trường này T0 bằng bao nhiêu luôn? Comment lên các bạn ơi. Nào, comment lên. Các bạn ơi, comment lên nào, T0 bằng bao nhiêu nào? Nào, T0 bao nhiêu? Nếu vật xuất phát lúc 7 giờ thì T0 bằng bao nhiêu các bạn? Bằng bao nhiêu nhỉ? Nếu vật xuất phát lúc 7 giờ đúng không? 7 giờ thì trong trường này T0 nó bằng 0, T0 nó bằng 0, đúng chưa? Vậy chúng ta có cái phương trình x bằng đó, x0 cộng v nhân t. Ok chưa? Đó, thì đó chính là ba kiểu của chúng ta. Cho nên chính là ba kiểu của chúng ta. Các bạn lưu ý nhá, là chính là ba kiểu của chúng ta. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái dấu sao tiếp theo. Được chưa? Đó, các bạn chỉ cần hiểu được ba kiểu này thôi, các bạn làm bài cực kỳ nhanh luôn, vì đi thi chỉ có rơi vào một trong ba kiểu này thôi. Các bạn nhớ này vào cho anh nhá. Được chưa? Đó. Dấu sao tiếp theo, dấu sao tiếp theo. Đó, dấu sao theo là xác định, dấu sao theo xác định. Xác định. Dấu sao theo là xác định vị trí. Xác định vị trí. Được chưa? Và thời điểm. Và thời điểm. Xác định vị trí và thời điểm, được chưa? Hai vật gặp nhau. Hai vật gặp nhau, được chưa? Xác định thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau. Nào, cùng vẽ hình với anh nhá, cùng vẽ hình với anh nhá, được chưa? Cái này vẽ hình vào thì bạn mới hiểu vấn đề được. Được chưa? Anh có đây là x, đúng chưa? Đây là góc tọa độ O này, góc tọa độ O này.
Được chưa? Góc độ O. Đó. Và bây giờ anh xét hai vật, anh xét hai vật như sau, được chưa? Thứ nhất, anh có một cái ô tô màu đỏ. Anh có một ô tô đỏ. Đây, đây là vị trí ban đầu của ô tô màu đỏ. Được chưa? Đây là vị trí ban đầu của ô tô màu đỏ. Và ô tô màu đỏ đang có cái vận tốc là V1, V1. Được chưa? Đó, có lưu ý không? Đây là vị trí ban đầu, đúng không? Ta dòng đây là dòng đây này. Được chưa? Vị trí ban đầu ta ký hiệu là X0. Mà đây là ô tô màu đỏ, ký hiệu ô tô thứ nhất X01. X01. Được chưa? Ô tô thứ nhất X01. Đó, được chưa các bạn? Bây giờ anh có một cái ô tô thứ hai màu xanh. Chúng ta có một ô tô màu xanh, được chưa các bạn? Đa chuyển động như này. Đấy, ô tô màu xanh đa chuyển động như này. Được chưa? Đó, vận tốc là V2, V2 này. Đây ô tô màu xanh. Và đây chính là vị trí ban đầu của ô tô màu xanh đúng không? Đây chính là vị trí ban đầu của ô tô màu xanh. Đó, đây là có. Nhớ vẽ hình vào nhá. Đây. Đây nó đóng vai trò là X02, vị trí ban đầu của ô tô màu xanh là X02, X02. Đúng chưa? X02. Nhớ không ạ? Chờ, bây giờ hai ô tô gặp nhau tức là sao ạ? Nhìn này, đúng chưa? Sẽ đến có một thời điểm hai ô tô gặp nhau, hai ô tô gặp nhau, đúng không? Đây, giả sử gặp nhau tức là nó đến nó chạm đầu vào nhau, đúng không? Gặp nhau tức là chạm vào nhau, tức là chạm đầu vào nhau, đúng không? Bạn nhìn này, đây. Để cho các bạn hiểu khi nào hai vật gặp nhau. Đây, ô tô đỏ đây nhá, nhìn này, các bạn nhìn này, đây. Đúng chưa? Ô tô đỏ đây và ô tô màu xanh đây. Nào các bạn ơi, các bạn thử hỏi, anh thử hỏi bạn nhá. Anh thử hỏi khi hai vật gặp nhau thì nó sẽ có cái đặc điểm gì các bạn nhỉ? Bạn nhìn này, đây. Đây nó chính là ly độ của thằng vật thứ nhất, ta kêu là x1, x1. Đúng chưa? Và ở đây cũng chính là cái gì nào các bạn ơi? Các bạn thử comment lên cho anh biết một tí nhá. Nếu hai vật gặp nhau thì hai vật sẽ có đặc điểm gì nhỉ? Các bạn nhỉ? Các bạn thử comment lên nào. Các bạn thử comment lên cho anh biết nào. Đây, đây là hai vật gặp nhau đúng không? Đây là gặp nhau. Đó. Thì nếu ở vị trí này đúng không? Bạn dòng xuống này, bạn dòng xuống này. Bạn dòng xuống. Đúng không? Thì đóng vai trò là x1, đúng chưa? Vậy tại cái vị trí đó đối với thằng thứ hai bạn dòng xuống thì nó lại đóng vai trò là x mấy? X mấy? Bây giờ không được không còn là x0 nữa nhá. X0 thì nó chỉ là cái vị trí ban đầu thôi, đúng không? Nó chỉ là cái vị trí ban đầu thôi. Nhớ nhá, bạn lưu ý này, x01 và x02 nó là cái vị trí ban đầu, đúng không? Vậy tại cái vị trí mà hai xe gặp nhau thì chúng sẽ có cái đặc điểm gì các bạn nhỉ? Chúng sẽ có cái đặc điểm gì các bạn ơi? Đặc điểm gì nào? Nào, đặc điểm gì? Nào, sẽ có đặc điểm gì các bạn ơi? Các bạn thử comment lên cho biết nhá, các bạn thử comment lên cho biết nào. Chúng sẽ có đặc điểm gì nào? Để chúng ta sẽ giải quyết vấn đề là tìm vị trí và tìm thời điểm hai vật gặp nhau. Đúng không? Đây bạn nhìn nhá, anh sẽ cho bạn hiểu hơn này, bạn nhìn một tí xíu này cho các bạn hiểu vấn đề hơn. Ví dụ nhá, bạn nhìn này, anh xóa cái thằng nhớ này, các bạn đừng có làm gì vội nhá, anh xóa đi, anh xóa thằng hai đi, đúng không? Anh xóa thằng hai đi, đây xóa thằng hai đi như này, đúng chưa? Thì rõ ràng cái ô tô đây đây nó chính là vị trí của ô tô thứ nhất đúng không? Thì chúng ta kêu là x1, đúng chưa? Bây giờ quay lại này, nếu anh xóa thằng ô tô thứ nhất đi, anh xóa ô tô thứ nhất đi, đây. Đúng chưa? Thì vị trí này nó lại đóng vai trò là vị trí của ô tô hai, tức là nó cũng cái này là chính là x2 luôn, x2 luôn. Mà hai vị trí này nó trùng nhau, hai vị trí này nó trùng nhau, tức là chúng ta có là x1 đang bằng x2, đúng không? X1 đang bằng x2. Đó, x1 đang bằng x2. Được chưa? Vậy các bạn phải lưu ý là để giải quyết các bài toán hai vật gặp nhau, tức là chúng ta để cho hai phương trình bằng nhau, suy ra này, x1 bằng x2. X1 bằng x2. Nhớ kiểu này vậy nhá, x1 nó sẽ bằng x2. Được chưa? X1 sẽ bằng x2. Các bạn nhớ là xác định vị trí và thời điểm hai vật gặp nhau. Hai vật gặp nhau tức là chúng sẽ có cùng vị trí. Mà chúng có cùng vị trí tức là nó cùng x. Tức là x1 sẽ bằng x2. X1 sẽ bằng x2. Được chưa? X1 sẽ bằng x2. Nào, một bài toán tiếp theo này. Một bài toán tiếp theo. Một bài toán tiếp theo này.
là xác định khoảng cách giữa hai vật. Xác định khoảng cách. Xác định khoảng cách giữa hai vật. Xác định khoảng cách giữa hai vật. Giữa hai vật. Xác định khoảng cách giữa hai vật. Khoảng cách giữa hai vật. Nào, chúng ta lại vẽ thêm hình nữa để chúng ta hiểu ra vấn đề này. Nhớ này. Mình chuẩn vào nhá. X này. Được chưa? Đây là O này. Được chưa? Đó. Ví dụ này. Tại một thời điểm nào đó. Tại một thời điểm nào đó. Được chưa? Thì ô tô màu đỏ, tức là vật thứ nhất này. Vật thứ nhất. Được chưa? Nó đang ở vị trí này. Đây, đang ở vị trí này. Được chưa? Chúng ta ký hiệu đây là X1. 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 Được chưa? Còn ô tô màu xanh nó đang ở vị trí này. Nó đang ở vị trí này. Đây, đang ở vị trí này. Được chưa? Ô tô màu xanh đang ở vị trí này. Thì nó đóng vai trò là x2. X2 ở đây. X2 ở đây. Được chưa? Thì rõ ràng, lưu ý này. Khoảng cách giữa hai vật là đoạn từ đây. Đây, đây, đây. Lưu ý lại đây này. Đây chính là khoảng cách giữa hai vật. Được chưa? Đây nó chính là khoảng cách giữa hai vật. Đó. Đúng không? Vậy các bạn thử comment lên cho em biết là khoảng cách giữa hai vật chúng ta tính như nào. Nào các bạn ơi, chúng ta tính nào. Đây. Trong trường này, đây nó chính là khoảng cách giữa hai vật. Đây, đoạn này. Đúng không? Đoạn anh tô này. Đó. Vậy đoạn này chúng ta tính như thế nào? Các bạn thử comment lên cho em biết nào. Đây. Đây là khoảng cách, đúng không? Đây chính là khoảng cách. Đó. Cái đoạn màu xanh này nó chính là khoảng cách. Vậy theo các bạn, cái khoảng cách này chúng ta tính nào? Nào. Cái đoạn này tính có gì nào? Cái đoạn này tính có gì? Các bạn comment lên nào. Cái đoạn này tính có gì? Nào, theo các bạn, đoạn này tính có gì? Nào, đoạn tính có gì? Nào, rõ ràng cái đoạn này đúng không? Cái đoạn này này, cái đoạn này đây, bạn nhìn này, cái đoạn này này. Được chưa? Nó đoạn này. Nó bằng cả cái đoạn dài này. Được chưa? Nó chính là x2 trừ đi đoạn từ đây đến đây, đóng vai trò x1, đúng chưa? X1. Vậy chúng ta có cái khoảng cách như sau. Chúng ta làm tổng quan lên nhá. Là ta có là khoảng cách là delta x, đúng chưa? Bằng trị tuyệt đối của x2 trừ x1. Vì sao? Vì sẽ có những cái thời điểm và sẽ có những cái vị trí mà x2 nó nhỏ x1, đúng không? Thì chúng ta phải lấy độ lớn lên, độ lớn lên. Các bạn lưu ý vào. Đúng chưa? Các bạn lưu ý nhá, cho chúng ta phải dùng độ lớn vì sẽ có những cái thời điểm mà x2 nó sẽ nhỏ hơn x1. Vậy tổng quát là chúng ta phải dùng độ lớn lên cho anh. Độ lớn lên. Được chưa? Đấy, các bạn lưu ý vào. Nhớ nhá. Đấy, các bạn nhớ nốt cẩn thận vào. Cứ bài toán nào yêu cầu chúng ta là đi tìm vị trí hai vật gặp nhau, chúng ta cho x1 bằng x2. Còn nếu xác định khoảng cách giữa hai vật thì chúng ta dùng delta x bằng độ lớn của x1 trừ x2, hay chính là độ lớn của x2 trừ x1. Các lưu ý này vào cho anh nhé. Nào các bạn ơi, các bạn ok không? Các bạn ok không? Nào. Nếu các bạn đã hiểu và các bạn đã ghi xong thì tất cả các bạn comment cho anh chữ ok lên để chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ 1. Ví dụ 2 nhá. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 2 nào, ví dụ 2. Ví dụ 2. Nào, cùng ghi đề bài ví dụ 2 nhé. Trên một đường thẳng tại hai điểm A và B, các bạn cùng ghi đề bài này. Trên một đường thẳng, trên một đường thẳng, được chưa? Trên một đường thẳng. Tại hai điểm A và B, tại hai điểm A và B. Trên một đường thẳng tại hai điểm A và B. Tại hai điểm A và B. Cách nhau 10 km, 10 km, cách nhau 10 km, cách nhau 10 km. Được chưa? Nhớ những cái anh đang tô đậm cho bạn ấy, tô bút nhớ cho bạn ấy, để cho đang nốt cho bạn ấy, đó là những cái ý các bạn cần phải biết phân tích ở trong đề bài. Được chưa? Nhớ vào. Trên một đường thẳng tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, được chưa?
có hai ô tô xuất phát cùng lúc. Cái câu này rất quan trọng này, có hai ô tô xuất phát cùng lúc. Có hai ô tô xuất phát cùng lúc, cùng lúc. Đúng chưa? Cùng một lúc. Tiếp tục này. Có hai ô tô xuất phát cùng lúc và chuyển động cùng chiều nhau, và chuyển động cùng chiều nhau. Xuất phát cùng một lúc và chuyển động cùng chiều nhau, và chuyển động cùng chiều nhau. Được chưa? Chuyển động cùng chiều nhau. Ô tô xuất phát từ A, ô tô xuất phát từ A, được chưa? Ô tô xuất phát từ A này với tốc độ là 60 km/h. Ô tô xuất phát từ A với tốc độ là 60 km/h, 60 km/h. Được chưa? 60 km/h. Ô tô xuất phát tại B. Ô tô xuất phát tại B. Ô tô xuất phát tại B, được chưa các bạn? Với tốc độ là 40 km/h. Ô tô xuất phát tại B với tốc độ là 40 km/h. 40 km/h. Chấm này. Nào các bạn ơi, bạn nghe này, các bạn nghe câu này xem đề bài đã cho biết cái gì nhá. Nào, lấy gốc tọa độ, nhớ này, lấy gốc tọa độ tại A. Được chưa? Đó, lấy gốc tọa độ tại A này, nhớ viết kỹ câu này vào nhá. Lấy gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát. Nhớ này, gốc thời gian, chờ gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát, hai xe xuất phát. Hai xe xuất phát, được chưa? Chiều dương là chiều chuyển động của hai xe. Đó, rõ ràng trong bài toán này người ta đang cho bạn hệ quy chiếu. Nhớ nhá, câu này chính là trong đề bài cho các bạn biết hệ quy chiếu. Hệ quy chiếu lấy gốc tọa độ tại điểm A, gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát, chiều dương là chiều chuyển động của hai xe, của hai xe. Lưu ý vào nhá. Nào các bạn nghe này, các bạn tập trung vào cái câu gốc thời gian, gốc thời gian, gốc thời gian, được chưa? Gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát. Rơi vào kiểu mấy các em ơi? Rơi vào kiểu mấy nào? Kiểu mấy đây? Nào, gốc thời gian, đúng chưa? Là lúc hai xe xuất phát. Là lúc hai xe xuất phát. Nào, rơi vào kiểu mấy các em ơi? Comment lên để hiểu bài nào. Kiểu mấy nhá, kiểu mấy nhá, kiểu một, nó rơi vào kiểu một. Vậy đọc đề bài phải biết là rơi vào kiểu nào. Sau đó chúng ta phải đẩy cái phương trình thuộc kiểu đó ra, đúng không? Đúng không? Các bạn hiểu vấn đề không? Vậy rõ ràng cái phương trình của cả hai xe này nó sẽ có cái dạng tổng quát là gì? X bằng x0 cộng với cả v nhân t, cộng với cả v nhân t, rõ chưa? Cộng với cả v nhân t. Đó. Và ở câu A là bắt đầu viết phương trình. Làm đi, bắt đầu viết phương trình. Viết phương trình. Phương trình. Cứ nhớ cho anh là viết phương trình là chúng ta sẽ cần đi tìm x0 và cần đi tìm v là xong. Nhớ nhá. Ở đây là chúng ta viết phương trình của hai xe nên chúng ta sẽ có hai phương trình. Chưa? Đó, các bạn cần đi tìm x0 này, cần đi tìm v của xe 1 và xe 2, nhớ nhá. Nhớ là của hai xe. Các bạn nhớ là các bạn trình bày gian nháp được chưa? Vì tẹo nữa anh sẽ dạy các bạn cách trình bày vào trong vở, vì các bạn còn phải thi cả tự luận nữa. Anh nhắc lại các bạn này, các bạn còn phải thi cả tự luận nữa, được chưa? Nên các bạn nhớ chú ý cái cách trình bày vào cho anh nhá. Mặc dù các kết quả của bạn đúng ấy, nhưng cách trình bày của bạn sai thì chưa chắc các bạn điểm cao đâu. Được chưa? Làm đi.
Là các bạn làm đi, xem phương trình là bao nhiêu nhá. Cứ chậm thôi, không cần phải làm quá nhanh, được chưa? Học thì phải học thật chậm để hiểu cho nó sâu thì đi thi mới làm nhanh được, chứ lúc học không cần nhanh. Anh nhắc lại các bạn nhá, lúc học không cần nhanh, học thật chắc thật chậm để đi thi làm bài mà nhanh được, lưu ý nhá. Nào, các bạn nhìn cách trình bày này. Các bạn nhìn cách trình bày cho anh nhá, nhìn cách trình bày. Các nhìn này. Nào, các bạn cũng có thể nên vẽ hình vào cho đẹp quyển vở đúng không? Cho đẹp. Đó, anh học rất thích vẽ hình, rất thích vẽ hình luôn. Các bạn nhìn này, tập trung một tí xíu nhá, nhìn này. Chưa? Rồi, anh có một cái trục tọa độ x đây. Được chưa? Trục độ x đây. Thì bạn nhìn này, đây là góc tọa độ đúng không? Bạn nhìn này, đây là góc độ điểm O này. Đáng hỏi bạn nhá, trong trường này người ta có một câu như thế này, trong trường này người ta có một câu là góc tọa độ tại A. Góc tọa độ tại A, bạn nhìn này, bạn nhìn nhá. Trong bài toán này người ta có một câu là góc tọa độ tại A. Vậy anh hỏi các bạn, anh hỏi bạn điểm O sẽ trùng với điểm nào? Các bạn ơi, các bạn comment này, các bạn ơi, ở trong bài toán này ở cái hệ quy chiếu ấy, người ta cho bạn rất rõ là góc tọa độ tại A. Góc tọa độ tại A thì rõ ràng trong trường này cái điểm O của chúng ta nhé, cái điểm O của chúng ta này sẽ trùng điểm A. Điểm O sẽ trùng điểm A. Được chưa? Điểm O sẽ trùng điểm A. Được chưa bạn? Điểm O sẽ trùng với cả điểm A. Đó, đây các bạn. Được chưa? Bạn lưu ý này, chiều dương, bạn lưu ý nhé, nếu mà ở trong này này cái hệ quy chiếu đủ hơn hết thì các bạn là chiều dương là chiều chuyển động của hai xe, tức là trong trường này lưu ý nhá, cái chiều dương chính là chiều từ A đến B. Đó, chiều dương là chiều từ A đến B. Đó, thì điểm B ở đây này, cái điểm B của chúng ta sẽ nằm đây, điểm B của chúng ta sẽ nằm đây. Đó, lưu ý vào nhá, điểm B của chúng ta sẽ nằm ở đây, được chưa? Và AB đang cách nhau là 10 km, 10 km. Giờ AB đang cách nhau là 10 km. Cậu lưu ý nhá. Để chơi nhỉ? Bạn nhớ không? Người ta cho các bạn rất rõ là chiều dương, bạn nhớ này, cái chiều dương là chiều chuyển động của hai xe này, được chưa? Rồi. Chúng ta có này, ô tô thứ nhất, nhớ này, ô tô, nhớ này ta có là ô tô xuất phát từ A, ô tô xuất phát từ A đây. Được chưa? Ô tô xuất phát từ A, lưu ý này, bạn lưu ý nhá. Bạn lưu ý này, chiều dương là chiều chuyển động của hai xe. Đúng chưa? Chiều dương là chiều chuyển động của hai xe, đúng chưa? Vậy rõ ràng là chiều dương, lưu ý này, đây là chiều dương này, đây chính là chiều dương OX này, bạn lưu ý nhá. Đây là chiều dương OX này, đúng chưa? Vậy rõ ràng là hai xe phải chuyển động theo cái chiều dương OX. Vậy chúng ta có thằng V1 đây này. Đây thằng V1 này. Đúng chưa? V1. Bây giờ tiếp tục này, xe B sẽ nhớ này, xe thứ hai sẽ xuất phát tại điểm B đây. Xe thứ hai xuất phát điểm B này. Được chưa? Và xe thứ hai nhớ này, người ta cho rất rõ là hai xe chuyển động cùng chiều. Bạn nghe rõ không? Hai xe chuyển động cùng chiều. Đó, hai xe chuyển động cùng chiều. Vậy rõ ràng là xe thứ nhất chuyển động theo chiều này, đúng không? Thì xe thứ hai cũng sẽ chuyển động theo chiều này. Hai xe chuyển động cùng chiều và chiều chuyển động của hai xe là chiều dương, đúng chưa các bạn? Lưu ý bạn nhá. Đây nó là V2, đây là V2. Chưa? Đây là V2. Bạn lưu ý này. Ở đây đang là vị trí ban đầu hai xe nhá. Ở đây đang là vị trí ban đầu của hai xe, đúng không? Vậy ta có này. Ta có này. Ta có, được chưa? Thứ nhất, nếu ta xét xe A, xét xe 1 này, xét xe 1. Xe 1. Đây lưu ý này, đây là xe 1 này, được chưa? Đây là xe 2 này, được chưa? Xe 1 thì xuất phát tại điểm A, còn xe 2 thì xuất phát tại điểm B, đúng chưa các bạn? Nếu ta xét xe 1, nào các bạn thử comment lên. Xe 1 xuất phát tại điểm O, à tại điểm A này. Vậy anh hỏi bạn x01 bằng bao nhiêu? Các bạn comment đây nào, các bạn ơi. Nào anh hỏi bạn này, anh hỏi bạn, xe 1 xuất phát tại điểm A mà trong trường này điểm A trùng với điểm O. Điểm A trùng với điểm O. Vậy anh hỏi bạn, trong trường này x01 bằng bao nhiêu luôn? Nào comment lên. Comment lên để bạn hiểu bài hơn nào. Các bạn cùng comment lên để các bạn hiểu bài hơn. Trong trường này x01 sẽ bằng mấy nhỉ? Sẽ bằng 0, sẽ bằng 0. Được chưa? Sẽ bằng 0. Tiếp tục. V1 thì sao? Nào, V1 nó dương hay âm các bạn ơi? Nào, V1 nó dương hay nó âm? Các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn này.
Đây là chiều chuyển động của xe 1, đúng không? Đây là chiều dương của chúng ta. Vậy rõ ràng là xe 1 đang chuyển động cùng chiều dương, đúng không? Bạn lưu ý này, xe 1 đang chuyển động cùng chiều dương, đúng chưa? Vậy rõ ràng là V1 của chúng ta phải lớn hơn 0, lớn hơn 0. Đúng chưa? Lớn hơn 0. Vậy đến đây các bạn suy ra chúng ta có V1 trong trường này sẽ là dương bao nhiêu? 60 km/h. 60 km/h, đúng chưa? 60 km/h. Thì rõ ràng chúng ta sẽ có ngay cái phương trình của xe 1, x1 bằng x01 là không rồi, chúng ta bỏ qua, vậy còn lại là 60, 60 nhân t. Nào, comment lên, đơn vị là gì? Nào, đơn vị là gì? Đơn vị là gì? Nào, hỏi bạn, đơn vị là mét chấm phẩy giây hay km chấm phẩy giờ? Nào, comment lên. Nào, hỏi bạn, trong bài này thì đơn vị của chúng ta phải để là mét chấm phẩy giây hay là km chấm phẩy giờ? Các bạn chỉ cần ký hiệu, các bạn chỉ cần ghi nhầm thôi là các bạn mất ngay 0,25 điểm rồi. Bạn nhớ nhá, trong trường hợp này người ta đang tính cái ly độ, đơn vị là km, km. Km này, được chưa? Đây rất rõ này. Rất rõ này, 10 km này, được chưa? Và t nhìn nhìn vận tốc bên ngay này, các bạn chỉ cần nhìn vận tốc thôi. Thằng này là 60 km này, thằng này là 40 km, tức là trong trường này cái ly độ x của chúng ta phải là km và thời gian của chúng ta phải là giờ, đúng không? Vậy chúng ta phải viết là km, km chấm phẩy giờ, chấm phẩy giờ, được chưa? Đó là xe 1. Tiếp tục này. Chúng ta xét tiếp xe 2, xét xe 2, xét xe 2. Đúng chưa? Xét xe 2. X02 bằng bao nhiêu? Các bạn comment đây nào. X02 bằng bao nhiêu nào? Các bạn nhìn này, các bạn nhìn nha. Thời điểm ban đầu C2 xuất phát tại điểm B. X02 là gì? X02 là vị trí của C2 so với mốc tọa độ O. Rồi. Đúng không? Vậy hỏi bạn, trong trường này X02 bằng bao nhiêu? C2 ban đầu xuất phát tại điểm B, đúng chưa? Mà x nó là vị trí của vật so với mốc mốc tọa độ là điểm này. Rồi, đây nó chính là X02. Vậy anh hỏi bạn, trong trường này X02 bằng bao nhiêu nào? Các bạn thử comment lên nào. X02 trong trường này nó sẽ là AB, nó là AB. Đúng không? Và là 10 km. 10 km. Đúng chưa? 10 km. Và rõ ràng là xe thứ hai, đúng không? Xe thứ hai cũng đang chuyển động cùng chiều dương này, bạn nhìn này đúng không? Bạn nhìn nhá, đây là chiều dương này, đúng không? Xe thứ hai cũng đang chuyển động cùng chiều dương, vậy rõ ràng là V2 cũng dương. V2 lớn hơn 0. V2 lớn hơn 0. Đúng chưa? Vậy các bạn có ngay được V2 của chúng ta trong trường này sẽ là dương 40 km/h. Dương 40 km/h, đúng chưa? Vậy các bạn sẽ có được ngay phương trình của xe 2, x2 bằng x0 là 10 này, 10 này, được chưa? Các bạn cộng với 40 nhân t, đúng chưa? 40 nhân t. Và đơn vị của các bạn nó là km chấm phẩy giờ. Km chấm phẩy giờ. Km chấm phẩy giờ. Được chưa? Nào con hiểu không? Đó là phương trình đúng không? Nào các bạn ra hết quả này chưa? Nào nếu các bạn ra hết quả này rồi thì tất cả bạn comment cho anh chữ ok lên. Nào comment cho anh chữ ok lên. Để chúng ta chuyển tiếp sang câu B. Nào, nếu các bạn chữa xong và các bạn hiểu thì tất cả các bạn comment cho anh chữ ok lên để chúng ta chuyển sang câu B này. Câu B nhá. Câu B này. Câu B là xác định vị trí. Câu B này xác định vị trí, được chưa? Và thời điểm hai xe gặp nhau, hai xe gặp nhau. Đó. Xác định vị trí, được chưa? Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau, hai xe gặp nhau.
Câu này không khó quá đâu, các bạn làm đi. Ở phần phương pháp đã dạy các bạn rồi đúng không? Nào, ra kết quả thì nhớ comment lên nhé các bạn nhé. Các bạn nhé, ra kết quả thì nhớ comment lên. Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. Vị trí ở đây của chúng ta nó sẽ là x nhá, lưu ý này, vị trí của chúng ta sẽ là x này. Giờ xác định vị trí là x này. Vị trí của chúng ta tức là các bạn đi tìm x này. Được chưa? Còn thời điểm các bạn đi tìm t này, tìm t này. Được chưa? Thời điểm các bạn đi tìm t, đúng không? Thế dạy các bạn rất kỹ rồi, hai xe gặp nhau. Hai xe gặp nhau. Bạn nhớ nhá, hai xe gặp nhau. Gặp nhau. Được chưa? Hai xe gặp nhau tức là sao? Khi nào? Đã dạy rồi, hai xe gặp nhau khi các bạn sẽ có cái x1 bằng x2. X1 bằng x2. Đúng chưa? X1 sẽ bằng x2. Chưa bạn? Nhớ cái này vào. Và các bạn đã có phương trình của xe 1, có phương trình của xe 2 rồi đúng không? Bạn thầy ở đây, bạn suy ra này. X1 của các bạn sẽ là 60t, 60t. X2 của bạn sẽ là 10 cộng 40t, đúng không? Đây là một phép tính khá đơn giản luôn, 40t. Đúng chưa? Thì đây các bạn sẽ suy ra ngay, đây các bạn suy ra này, đây các bạn suy ra ngay t bằng bao nhiêu? Các bạn suy ra ngay t sẽ là bằng 0,5 giờ. 0,5 giờ. Đúng không? 0,5 giờ. Đó, t bằng 0,5 giờ. Được chưa? Thì bạn đã tìm ra ngay t là 0,5 giờ rồi. Bây giờ bạn muốn đi tìm vị trí đúng không? Thì bạn có thể thay vào một trong hai phương trình x1 hoặc x2, được chưa? Thay vào phương trình nào nó đều như nhau hết thôi. Vậy đây là bạn suy ra này, vị trí là x đúng không? Bạn thay vào. Đúng không? Bạn có thể lấy là 60. Bạn thay vào phương trình x1 là lấy 60 nhân 0,5. Kể cả bạn thay vào phương trình x2 lấy 10 cộng 40 nhân 0,5 thì rõ ràng nó đều ra một kết quả như nhau hết, đúng không? Và bạn tìm ra là 30 km, 30 km, 30 km, được chưa? 30 km. Nhưng làm thế này vẫn chưa đủ, phải kết luận nữa, vì các bạn đi thi trách nhiệm ấy, người ta sẽ có cái kết luận khác một tí xíu này. Nào, đến đây các bạn suy ra cho anh, các bạn suy ra này, các bạn suy ra. Nào, bạn nhớ cái bấm này nó không có gì nó quá khó cả, đúng không? Vậy bây giờ phải nhớ này, kết luận như thế nào cho nó chuẩn này. Các bạn nhìn này, hai xe gặp nhau, hai xe gặp nhau, hai xe gặp nhau sau bao nhiêu phút các bạn ơi? Nào, hỏi bạn, hai xe gặp nhau sau bao nhiêu phút? Các bạn lưu ý này, cái 0,5, nhớ này, cái 0,5 giờ này là tính từ mốc thời gian, là chính là lúc hai xe xuất phát đúng không? Vậy sau một khoảng thời gian là 0,5 giờ thì hai xe sẽ gặp nhau. Vậy 0,5 giờ thì bằng bao nhiêu phút? Nào, bao nhiêu phút? Là bao nhiêu phút nhỉ? Hai xe gặp nhau sau bao nhiêu? Sau. Chờ, sau 30 phút đúng không? Hay có thể là 0,5 giờ. Nó chính là 30 phút, 30 phút. Đấy, 30 phút. Được chưa? 30 phút. Và vị trí được chưa? Gặp nhau. Và vị trí gặp nhau sẽ có hai cách kết luận nha, lưu ý này. Và vị trí gặp nhau này sẽ có hai cách kết luận, lưu ý này. Thứ nhất, người ta có thể kết luận là cách A, cách điểm A, cách A, được chưa? Cách kết luận thứ hai là cách B, cách B, cách B. Nào, các bạn nghe giảng này, các bạn nghe giảng nhá, các bạn nhìn này, các bạn nghe giảng cho kỹ vào này. Nào, hỏi các bạn, cách A bao nhiêu và cách B bao nhiêu các bạn ơi? Nào, cách A bao nhiêu và cách B bao nhiêu? Nào, các bạn nhìn lên cái chủ độ của bạn ấy. Nào, hỏi bạn, vậy bây giờ cái vị trí gặp nhau sẽ cách A bao nhiêu nào? Sẽ cách A bao nhiêu các bạn ơi? Các bạn thử comment lên nào, cách A bao nhiêu nào?
Nào, anh hỏi bạn nhá. Cái 30 km này này, cái 30 này nó là cái ly độ x đúng không? Mà cái ly độ x này là nó phải, bạn lưu ý nhá. Cái ly độ x này là chúng ta phải so với cái mốc đúng không? Nhớ này, cái x này đang là 30 km là chúng ta phải so với mốc, mà mốc của chúng ta là điểm này. Đây điểm này. Mà điểm này nó trùng vào điểm A, vậy nếu chúng ta kết luận là cách A thì phải kết luận là cách A 30 km, được chưa? 30 km. Đây, đây là chính là vị trí gặp nhau này, đây này. Gặp nhau ở đây này, lưu ý gặp nhau ở đây này. Đó, đây chính là vị trí gặp nhau, các bạn lưu ý bạn nhá. Được chưa? Đó. Còn nếu chúng ta kết luận cách B là bao nhiêu bạn nhỉ? Nào, nếu chúng ta kết luận cách B nhìn này. Bạn lưu ý nhá. Cách B như này, đây là vị trí gặp nhau đúng không? Vị trí gặp nhau này, cách B tức là đoạn này này, đoạn này này. Đúng không? Thì là bao nhiêu nhỉ? Là bao nhiêu bạn ơi? Từ đây đến đây là 10 này, AB là 10 này, vị trí gặp nhau đoạn từ đây đến đây là 30 này, đúng không? Vậy nếu chúng ta kết luận là cách B thì phải là cách 20 km. 20 km. Nhớ nhá, phải xem đáp án hỏi cách điểm nào, được chưa? Vậy chúng ta có hai cách kết luận là hai xe gặp nhau sau 0,5 giờ và vị trí gặp nhau cách A 30 km hoặc cách B 20 km. Nhớ rồi nhá. Hiểu không các bạn ơi, hiểu không? Hiểu không? Nào hiểu không? Các bạn hiểu không nhỉ? Nếu các bạn hiểu các bạn comment cho chữ ok để chúng ta chuyển sang cái vấn đề ở câu C này. À, đấy các bạn nhớ chưa thật bạn nhá. Nào đến câu C này. Câu C là một câu mà khi các bạn đi thi tự luận lên trường ấy, chắc chắn 100% sẽ có một câu. Được chưa? Chắc chắn sẽ có những câu bắt các bạn viết phương vẽ vẽ đồ thị. Chắc chắn 100% các bạn đi thi sẽ có những câu liên quan đến đồ thị. Đó. Nào vào câu C. Câu C nhá. Câu C này. Vẽ đồ thị tọa độ. Vẽ đồ thị tọa độ, được chưa? Gạch ngang thời gian. Vẽ đồ thị tọa độ, gạch ngang thời gian, được chưa? Của hai xe được chưa? Của hai xe trên cùng, nhớ này, trên cùng một hệ tọa độ, trên cùng một hệ tọa độ, trên cùng một hệ tọa độ, các bạn lưu ý nhá. Vẽ đồ thị tọa độ gạch ngang thời gian của hai xe trên cùng một hệ tọa độ, một hệ tọa độ. Chưa? Nào các bạn nghe câu này anh hướng dẫn luôn này, các bạn cùng nghe hướng dẫn luôn vì đây nó là một phần lý thuyết mới này. Nào các bạn tập trung nhá. Các bạn tập trung này, anh sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn câu C để các bạn biết cách vẽ đồ thị tọa độ thời gian nó là cái gì, được chưa? Các bạn cùng nghe giảng trước nhá. Cùng nghe giảng rồi tí anh sẽ cho các bạn thời gian vẽ vào sau. Các bạn nghe luôn này, các bạn nghe luôn nhá. Câu C là yêu cầu chúng ta là vẽ đồ thị tọa độ thời gian của hai xe trên cùng một hệ tọa độ, đúng không? Rất đơn giản mà nhìn này, đây nhá, bạn hiểu đề này. Đó, dấu sao đầu tiên nó như một phần lý thuyết mới đấy, đúng không? Dấu sao đầu tiên này. Các bạn nghe nhá, nghe này. Đồ thị được chưa? Đồ thị. Tọa độ. Đồ thị tọa độ. Tọa độ chính là x ấy, được chưa? Tọa độ chính là x ấy, được chưa? Gạch ngang thời gian. Thời gian nó chính là t ấy, bạn nhớ nhá, thời gian nó chính là t. Đồ thị tọa độ thời gian, được chưa? Nó sẽ thể hiện cái gì? Nó sẽ thể hiện được chưa, mối quan hệ, anh viết tắt nha, thể hiện mối quan hệ, được chưa? Đồ thị tọa độ thời gian sẽ thể hiện mối quan hệ giữa 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 ly độ x, nhớ nhá, thể hiện mối quan hệ giữa ly độ x, được chưa, với thời gian t, được chưa? Sẽ thể hiện mối quan hệ giữa ly độ x với thời gian t, đúng chưa? Với thời gian thì các bạn nhìn một tí xíu này, các bạn nhìn một tí xíu nhá, chúng ta đang có hai cái phương trình đúng không? Đây này, chúng ta đang có hai phương trình, x1 của chúng ta là bằng 60 nhân t, đúng chưa? X1 là 60 nhân t, còn x2 của chúng ta đúng chưa, sẽ là 10, là 10 cộng với cả 40 nhân t, 40 nhân t, đúng chưa? 40 nhân t. Vậy
Anh sẽ nhớ này, đây sẽ dạy các bạn tí xíu nhá, vì chắc chắn cái dạng đồ thị này ở trong môn toán các bạn đã học ở cấp 2 rồi, các bạn nghe một tí xíu nhá. Các bạn nghe một tí xíu này. Các bạn nghe nhá, bạn lưu ý này. Nếu trong trường hợp này bạn lưu ý này, đây bạn lưu ý nhá, anh đang dạy các bạn hiểu vấn đề này. Nếu trong trường hợp này anh sẽ đưa về môn toán nó rất quen thuộc này. Nếu anh đặt, được chưa? Nếu anh đặt T bằng Y, các bạn trong toán nó hay làm nó là Y đúng không? Nếu anh đặt T bằng Y. Nếu anh đặt T bằng Y, vậy anh sẽ có một cái phương trình như sau. Anh sẽ có một cái phương trình như sau, bạn nhìn này. Phương trình như sau, đúng không? Bạn nhìn này. Bạn nhìn nhá. X đúng không? X1, bạn lưu ý này. Bạn lưu ý nhá, x1 này. Đúng chưa? Bằng này, 60 nhân y, 60 nhân y. Đúng chưa? 60 y. Kiểu này y1 đi, y1 này, đúng chưa? Đó, còn x2 của chúng ta sẽ là bằng 10 cộng với cả 40 cộng cả 40, được chưa? Cộng cả 40. Cộng với cả 40 nhân với cả y, nhân cả y. Các bạn lưu ý này, cái y của chúng ta nó giống nhau thôi, chúng ta không việc y1 y2 đâu. Nhớ là y cái thời gian của chúng ta là xét là giống nhau, bạn lưu ý nhá. Chúng ta ký hiệu là y thôi. Đó, ký hiệu y thôi. Được chưa? Nào, anh hỏi bạn này, trong môn toán ấy thì cái dạng phương trình này ta gọi là gì các bạn ơi? Là anh đổi cho bạn thành môn toán này. Anh đổi sang một tí xíu nhá, thành môn toán này. Vậy trong môn toán này phương trình y bằng được chưa? 1/60 nhân x. Nhân x. Với phương trình y bằng, được chưa? Nhìn này, trừ 10 nghe giảng tí nhá, trừ 10 cộng với cả 1/10, 1/40. Nào, bạn lưu ý này, cái phương trình tí xíu nhá. Đây, bạn nhìn tí xíu nào, bạn nhìn một tí xíu nhá. Gọi nghe giảng đã, gọi nghe giảng đã. Nào, anh hỏi các bạn này. Anh hỏi các bạn, cái phương trình không phải phương trình hai lần, là anh hỏi bạn nhá. Cái dạng đồ thị nào, cái dạng đồ thị của phương trình này là gì, học toán rồi. Nó hỏi bạn nhá, cái dạng đồ thị của phương trình này là gì? Nào, cái dạng đồ thị của phương trình này là gì các bạn? Ở trong toán các bạn học rồi. Nào, cái phương trình y bằng 1/60 x thì ở trong toán bạn vẽ thì nó sẽ ra một phương trình gì, các bạn thử comment cho biết nào. Nào, nó sẽ ra một phương trình gì các bạn còn nhớ không? Nào, trong toán học rồi. Bạn nhìn này, đây nhá, nhìn này, cái dạng tổng quát này. Nào, cái dạng tổng quát bạn lưu ý này, đây anh hỏi bạn nhé, trong môn toán bạn nhớ này, cái trong môn toán của bạn, trong môn toán của bạn đúng chưa, trong môn toán của bạn ấy thì cái phương trình y bằng ax cộng b, ax cộng b, rồi ax cộng b. Đó, hỏi bạn trong môn toán thì cái phương trình ax cộng b nó là một phương trình đường gì, học toán rồi. Nào, các bạn học toán rồi, cái thứ hai các bạn viết đâu nhá, cái gì chấm 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 thôi, bạn hiểu vấn đề là nào, đây là giảng các bạn hiểu này. Nào, cái phương trình y bằng ax cộng b nó là một phương trình đường gì đây? Một phương trình đường thẳng, đúng không? Một phương trình đường thẳng. Một phương trình đường thẳng. Đường thẳng. Bạn nhớ nhá, nó là một dạng phương trình đường thẳng, đường thẳng. Được chưa? Nào, vậy đến đây chúng ta sẽ có một cái kết luận này, chúng ta sẽ có một cái kết luận, như sau. Bạn lưu ý nhá. Chúng ta sẽ có một cái kết luận như sau. Chúng ta có một cái kết luận như sau này, bạn nhìn này. Được chưa? Bạn lưu ý nhá. Đồ thị bạn lưu ý nhá, kết luận này, đồ thị, được chưa? Tọa độ, được chưa? Lưu ý này, tọa độ gạch ngang thời gian. Bạn lưu ý nhá, thời gian. Được chưa? Đồ thị tọa độ gạch ngang thời gian, được chưa? Có dạng. Bạn nhớ rồi nhá, có dạng này, một đường thẳng. Có dạng một đường thẳng. Được chưa? Có dạng một đường thẳng. Bạn lưu ý nhá, có dạng một đường thẳng, nhớ kỹ này vào cho anh nhá. Cái đồ thị tọa độ thời gian sẽ có dạng một đường thẳng. Được chưa? Đó, các cái phần này đang giảng chọn hiểu nhá. Để các bạn chốt lại một cái là đồ thị tọa độ thời gian sẽ có dạng một đoạn thẳng, sẽ có dạng một đoạn thẳng, rõ chưa? Đó. Còn nếu ở dưới này là bạn nhìn này, ở cái phương trình này nhá, nếu bạn muốn viết ra này nó không gì khó cả đây. Rất đơn giản này, bạn đổi ra này, đây chỉ phải toán học tí xíu nhá. Đây phương trình này y bằng này. Được chưa? Nếu anh đổi ra thì nó sẽ có như sau. Nó sẽ thành là -1/4, -1/4, được chưa? Cộng với cả 1/40, 1/40x. Đó. Thì rõ ràng đây nó là hai cái phương trình cụ thể đúng không? Chúng ta đều đưa về dạng tổng quát là y bằng x cộng b đây. Đưa về dạng này y bằng x cộng b. Đó, y bằng x cộng b.
Đúng chưa? Thì rõ ràng nó là một dạng đường thẳng, một dạng đường thẳng, đúng chưa? Nào, các bạn thử comment lên cho anh nào. Muốn vẽ được một đường thẳng thì chúng ta cần ít nhất mấy điểm các bạn? Nào, muốn vẽ được một đường thẳng thì chúng ta cần ít nhất mấy điểm? Ít nhất mấy điểm nào? Ít nhất mấy điểm? Nào, các bạn thử comment lên cho anh biết nào. Muốn vẽ được một đường thẳng thì chúng ta cần ít nhất mấy điểm các bạn ơi? Mấy điểm? Mấy điểm nhỉ? Nào, muốn có được một đường thẳng, muốn xác định được một đường thẳng thì chúng ta cần ít nhất là mấy điểm? Cần ít nhất là 2 điểm, đúng không? Cần ít nhất phải là 2 điểm. Đó, bạn phải nhớ điều này vào. Vậy cái mũi tên suy ra tiếp theo như sau, muốn vẽ được. Bạn lưu ý nhá, muốn vẽ được. Được chưa? Một đường thẳng. Bạn lưu ý nhá, muốn vẽ được một đường thẳng, chưa? Chúng ta muốn vẽ được một đường thẳng, chúng ta cần biết ít nhất hay là cần xác định, được chưa? Cần xác định. Được chưa? Cần xác định ít nhất, được chưa? Hai điểm, được chưa? Cần xác định ít nhất 2 điểm mà giờ đường thẳng đó đi qua. Anh ghi nó nhé, cho nó ngắn gọn. Nó đi qua đó. Đây đang dạy các bạn hiểu vấn đề nhá, được chưa? Mà nó đi qua đó, mà nó đi qua. Vậy đó là cái phần phân tích đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ này. Các bạn nhìn nhá, các bạn lưu ý này. Ở trong môn toán, lưu ý nhá, cái này nhá, bạn nghe này. Ở môn toán đúng không? Thì rõ ràng các bạn có hai hệ trục độ là OXY như này, nháp nhá, đừng có vẽ vội này. OXY như này. Đúng chưa? OXY như này. Đó, đúng không? Các bạn trong môn toán bạn hay vẽ là trục OXY như này, đúng chưa? Nhưng ở môn lý bạn lưu ý này. Ở cái hệ trục tọa độ, để chúng ta vẽ trong tọa độ, được chưa? Thời gian. Các bạn lưu ý nhá. Trong toán chúng ta dùng này đúng không? Nhưng ở đây chúng ta đang vẽ tọa độ, vẽ đồ thị tọa độ thời gian. Thì người ta sẽ quy ước cách vẽ như sau này. Người ta sẽ vẽ cái trục x ấy, nằm thẳng đứng như này. Các bạn lưu ý nhá. Đây các bạn nhớ tập trung vào này. Các bạn nhìn cách xử lý này. Đây. Cái x của chúng ta, người ta sẽ quy ước như này. Đó, x này. Được chưa? Còn cái trục thời gian ấy, người ta sẽ vẽ nằm ngang. Trục thời gian người ta sẽ vẽ nằm ngang, các bạn lưu ý vào nhá. Trục thời gian sẽ vẽ nằm ngang. Đấy, các bạn cần phải vẽ vào, được chưa? Trục thời gian ta sẽ vẽ nằm ngang như này. Đó, lưu ý vào. Đây là góc độ, lưu ý này, đây là góc độ này, kiểu điểm O này, đúng chưa? Còn đây là X này, người ta vẽ này, X ở đây. Đúng chưa? Và đây là T này, T nằm đây. Đó, T nằm đây. Lưu ý vào nhà T nằm đây. Cái phần đầu tiên này sẽ vậy, anh dạy các bạn rất là kỹ nhá, để các bạn biết cách vẽ chưa. Còn các ví dụ sau sẽ đẩy rất là nhanh chứ không phải phân tích kỹ này đâu, được chưa? Đó. Vậy chúng ta người ta hỏi các bạn rất rõ là yêu cầu bạn là vẽ đồ thị đây. Bạn nhìn này, vẽ trên cùng, vẽ đồ thị tọa độ thời gian của hai xe trên cùng một hệ tọa độ, đúng không? Đây. Hệ tọa độ của chúng ta chính là OX, nhớ này, OX và OT này, đúng chưa? Đã lưu ý vào. Vậy để có đồ thị chúng ta sẽ làm như nào? Bạn nhìn này, đây chúng ta sẽ có một cái bảng như sau, lưu này, nhớ này, bao giờ để vẽ được đồ thị chúng ta cần phải xác định ít nhất 2 điểm mà nó đi qua. Vậy 2 điểm đó là gì? Chúng ta tập trung này, chúng ta sẽ có một cái bảng bên cạnh luôn, nghe nhá, rất quan trọng này. Đây chúng ta sẽ có một cái bảng này, cái bảng này là để xác định điểm nó đi qua này, các bạn nhìn đây. Các bạn lưu ý nhá, đây chúng ta có sao? Các bạn kể giống anh này. Bạn lưu ý là chúng ta còn phải đi trình bày tự luận để chúng ta có điểm tự luận đấy, các bạn lưu ý vào nhá, được chưa? Đấy, chưa? Thì để xác định điểm mà chúng ta cần làm sao, thứ nhất này, chúng ta cần phải xem đi qua điểm nào. Đây là kiểu T là giờ này,
t này, chợ là giờ này, đúng chưa? Đó, sau dưới này nó là x1, x1. Đúng chưa? X1. Đó, dưới này nó là x2, x2. Đó. X2. Đúng chưa? Các bạn vẽ càng nhiều điểm cũng được, nhớ này, càng các bạn cắt xác định càng nhiều điểm thì rõ ràng hình bạn vẽ càng chính xác, nhưng đi thi chúng ta chỉ cần 2 điểm thôi, chúng ta nối vào với nhau rồi dùng thước kẻ nối thì không bao giờ lệch được, đúng không? Đó. Thì các bạn lưu ý nhá, nhớ phải làm này. Đầu tiên bạn có x1 đúng không? Phương trình x1 này rõ ràng chúng ta có là 60t, 60t, được chưa? X2 của chúng ta sẽ là bằng bao nhiêu đây? X2 của chúng ta sẽ là 10 cộng 40t, 10 cộng 40t. Được chưa? 10 cộng 40t. Thì các bạn lưu ý này, các bạn lưu ý này, đầu tiên nhá, chúng ta sẽ cho t bằng 0 đúng không? Nào bạn nhìn này, đầu tiên chúng ta sẽ cho t bằng 0. Nó này cho t bằng 0. Để chúng ta sẽ xác định x1, x2 bằng bao nhiêu đúng không? Nào, khi t bằng 0 thì rõ ràng x1 bằng 0, được chưa? Còn x2 sẽ là 10, lưu ý này. Bạn thay t bằng 0 vào hai phương trình này, đúng không? Vào hai phương trình này. Thì rõ ràng các bạn tìm ra ngay x1 sẽ bằng 60 nhân 0 thì bằng 0. Còn x2 sẽ là bằng 10 cộng 40, x2 là bằng 10 này, cộng 40 nhân 0 thì x2 của chúng ta sẽ là bằng 10, bằng 10. Vậy chúng ta cần phải xác định ngay cái vị trí này đã, đúng không? Đúng không các bạn? Nào hãy hỏi các bạn nhá. Cái đồ thị của thằng thứ nhất nó sẽ đi qua vị trí có tọa độ là 0,0 đúng không? Bạn nhìn này. Đây, bạn nghe giảng nhá, bạn nghe giảng này. Bạn lưu ý nhá, cái đồ thị của xe thứ nhất nó sẽ đi qua một điểm có tọa độ là 0,0, có tọa độ là 0,0. Vậy cái tọa độ 0,0 nó ở vị trí nào các bạn ơi? Nào, nó ở vị trí nào các bạn ơi? Nào các bạn thử comment lên này. Đồ thị của xe thứ nhất sẽ đi qua vị trí có tọa độ là 0,0, tọa độ là 0,0. Thì cái tọa độ 0,0 nó ở vị trí nào các bạn nhỉ? Nó ở vị trí nào đây? Nó ở vị trí nào? Nào, nó ở vị trí nào? Nó ở ngay gốc tọa độ đây này. Đây này, bạn lưu ý nhá. Đây chính là một điểm mà xe thứ nhất, mà đồ thị của xe thứ nhất nó sẽ đi qua. Đúng không? Nó sẽ đi qua. Nhớ vào. Nhớ nhá. Rồi. Anh sẽ vẽ đây, bạn lưu ý này, đây sẽ vẽ sau đây, đây sẽ chấm vào nhá, đây. Đấy, góc độ nhá, đây chấm điểm này vào, chấm điểm này vào. Đúng chưa? Đây sẽ là một điểm mà nó đi qua, màu xanh nhá, đúng chưa? Tiếp tục này. Cái đồ thị của xe thứ hai, đồ thị tọa độ của xe thứ hai nó sẽ đi qua một vị trí, nó sẽ đi qua một vị trí, được chưa các bạn? Có tọa độ là 0, có tọa độ là 0 và 10, đúng không? 0 và 10. Thì bạn phải xác định cái tọa độ nó này, nhớ này, đồ thị của xe thứ hai sẽ đi qua vị trí có tọa độ là 0 và 10, 0 và 10 đúng không? Thì bạn xác định kiểu gì nào? Đó, nhìn này. 0 và 10 đúng không? Thì sẽ nằm đây đây. Bạn nhìn nhá, xe 2 sẽ vẽ ở đây. Xe 2 anh sẽ vẽ ở vị trí này. Đây, 10 đây, 10 đây. Đó, 0 và 10, đúng không? 0 và 10. Các bạn lưu ý này nhá, rất quan trọng này. Đây, đây là 10. Đúng không? Thì rõ ràng lưu ý này, cái vị trí này đang có tọa độ là x bằng 10 và t bằng 0 này, t bằng 0 đúng không? Vậy đây lưu ý này, cái điểm này chính là một điểm mà thằng thứ hai sẽ đi qua, mà thằng thứ hai nó sẽ đi qua. Đó, lưu ý vào. Được chưa? Tiếp tục này, chúng ta lưu ý này, khi vẽ đồ thị chúng ta cần phải thể hiện cái vị trí mà hai vật gặp nhau. Đúng chưa? Thì bạn lướt lên câu B này. Các bạn lướt lên câu B, rõ ràng là sau một khoảng thời gian là 1 phần 2 giây thì hai vật sẽ gặp nhau đúng không? Bạn lưu ý này, sau một khoảng thời gian là 1 phần 2 giây thì hai vật sẽ gặp nhau, đúng chưa? Vậy là có này. Nếu anh xem đây là T là 1 phần 2, T là 1 phần 2. Được chưa? Tiếp tục này. T là 1 phần 2. Được chưa? Thì rõ ràng là x1 chúng ta có là 60 nhân 1 phần 2 thì ta có là bao nhiêu đây? 60 nhân 1 phần 2 thì nó chính là bao nhiêu nhỉ? 30, đúng không? 30. Đó. Các bạn lưu ý này, bạn thay t vào 1 phần 2 vào hai quá trình này đúng không? Nhớ là trong đồ thị chúng ta cần phải thể hiện cái vị trí mà hai thằng nó gặp nhau. Hai thằng gặp nhau sau một khoảng thời gian là 1 phần 2 giây, đúng không? Thì rõ ràng là t vào 1 phần 2 giây là thay vào x1 nó là 30 và x2 nó cũng sẽ là 30. Đó, 30. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ cần xác định cái điểm. Nào, lưu ý này. Cái điểm này có tọa độ là 1 phần 2
và 30. Đúng không? Học toán rồi. Chúng ta cần phải xác định cái điểm mà nó có tọa độ là 1 phần 2 và 30. Đúng chưa? Thì 1 phần 2 nó chính là ở trên trục thời gian. Trên trục thời gian. Thì đây. Nhìn này. Đây là 1 phần 2. Đây là 1 phần 2. Đúng chưa? Còn 30 ở đâu? 30 ở đâu? Nhìn này. Bạn nhìn nhá. Bạn nhìn này. Đây là 10 đúng không? Thì đây nó là 20 này. Thì đây là 30 này. Đây là 30. Đó. 30 ở đây. Đúng chưa? Thì cái điểm có tọa độ là 30 1 phần 2 ta làm nào thế ngày đây. Từ đây ta gióng sang này học toán hết rồi đúng không? Đó, từ đây ta gióng xuống. Đó, hiểu vấn đề không? Thì rõ ràng là cả hai thằng đều đi qua điểm này đây. Thằng thằng thứ nhất sẽ đi qua điểm này. Được chưa? Thằng thứ hai cũng đi qua điểm này. Rồi. Đó, hai thằng cùng đi qua điểm này, hiểu vấn đề không? Hai thằng cùng đi qua điểm này. Đó, hai thằng này nó cùng đi qua vị trí này vì vị trí này là vị trí mà hai xe gặp nhau thì nó cùng phải đi qua nhau. Tức là cùng phải cắt điểm này, được chưa? Thì gần như các bạn chỉ cần có hai điểm bạn nối vào chắc chắn bạn ra đường thẳng luôn đúng không? Nhưng ở đây chúng ta thêm một điểm nữa cho đẹp đi, thêm một điểm nữa cho đẹp này, bạn nhìn này. Ví dụ nha, anh lấy t bằng 1 giờ, anh lấy t bằng 1, đúng chưa? Anh sẽ lấy t bằng 1, được chưa? Thì khi t bằng 1 thì x1 ra bao nhiêu? Bạn thay này, 60 nhân 1. 60 nhân 1 thì sẽ là 60 đúng không? Vậy khi đó x1 là 60. 60. Được chưa? Còn x2 là bao nhiêu bạn thay này? Bạn thay vào nhá. Bạn thay t bằng 1 vào vị trí x2 này. 10 cộng 40 nhân 1 thì x2 khi đó sẽ là bằng 50. Vậy 50. 50. Đúng chưa? 50. 50. Được chưa bạn? Đó, chúng ta có bảng này. Vậy chúng ta cần tiếp tục này, bạn nhìn nhá, bạn nhìn này. Đây. Vậy rõ ràng là cái đồ thị của xe thứ nhất sẽ đi qua vị trí có tọa độ là 1 và 60 đúng không? Đó, chúng ta cần phải xác định cái vị trí mà có tọa độ là 1 này và 60 đúng không? Nào nhìn này, 1 là thời gian đúng không? Thì nhìn này. 1 nằm đây, 1 sẽ nằm ở đây. Đúng chưa? Còn 60 nằm đâu bạn nhìn này, 60 sẽ nằm đâu? Đây, nhìn này. Đây. Đây nó sẽ là 40 này, 50 này vì 60 nằm đây, 60 nằm đây. Đúng chưa? Thì đồ thị của xe nhất sẽ đi qua vị trí có tọa độ sẽ đi qua cái điểm có tọa độ là 1 và 60. Ta sẽ định điểm đó luôn. Đúng chưa? Ta sẽ điểm đó luôn đây. Đây sẽ là điểm của chúng ta. Đúng chưa? Đây sẽ là điểm của chúng ta này. Đó. Chúng ta đang ký hiệu nhớ này, cái thằng thứ nhất là hiệu màu xanh đúng không đây? Thằng đi qua điểm này, đó cái điểm màu xanh chính là đồ thằng thứ nhất đúng không? Được chưa? Còn đối với xe thứ hai nó sẽ đi qua vị trí đi qua cái điểm ấy có tọa độ là 1 và 50. Bạn lưu ý nhá, đối với xe thứ hai nó sẽ đi qua cái điểm có cái tọa độ là 1 và 50 và 50. Đúng không? Thì 1 đây rồi, 50 đâu? Đây 50 đây. 50 của chúng ta đây. Đúng chưa? Chúng ta gióng sang. Đúng chưa? Thì thằng thứ hai sẽ đi qua điểm này, đây, điểm này kia màu xanh. Đó. Đúng chưa? Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nối vào này. Chúng ta sẽ bắt đầu nối vào này. Nhớ này. Các bạn lưu ý một vấn đề nhá, lưu ý này, thằng thứ nhất sẽ đi qua ba điểm. Đây, đây và đây, chúng ta nối ba điểm này vào ra ngay. Đó, thằng thứ nhất đúng không? Nhìn này. Xe ô tô thứ nhất sẽ đi qua ba điểm này. 1 2 3 nối nó vào ra ngay đồ thị của xe thứ nhất. Đúng chưa? Đó hiểu vấn đề không? Nào, anh cùng nối nhá. Anh cùng nối này. Anh cùng các bạn nối này. Bạn nhìn nhá. Đó, đúng chưa? Đi qua đây chính là x1. Nhớ bạn nhận đây là chính là đóng vai trò x1. Đó, đây chính là đồ thị của xe thứ nhất kiểu x1. Một, được chưa? Đó, còn cái đối với xe thứ hai, đối với xe thứ hai bạn làm nào? Xe thứ hai nó sẽ đi qua ba điểm. Một này, điểm này này, điểm gặp nhau này và điểm này. Đây, đây chính là ba điểm mà xe thứ hai đi qua đúng không? 1 2 3. Vậy để có được cái đồ thị của xe thứ hai, bạn chỉ cần nối ba điểm này vào nhau ra một đường thẳng. Đó, hay không? Hay không? Hiểu vấn đề không? Rồi, điểm này, điểm này, điểm này nối nó vào nhau một cái ra ngay đồ thị của xe thứ hai, được chưa? Đó, chúng ta nối vào nhé. Chúng ta nối vào này. Chưa? Hơi lệch một tí.
Các bạn có thức kể, bạn làm rất nhanh luôn rồi, chứ anh không có thức kể, anh phải phải căn một tí xíu này. Đó, rồi, tạm tạm thế nhá, được chưa, nối vào. Thì đây anh có là x2, anh có x2. Đó, các bạn lưu ý vào, bao giờ các bạn cần phải thể hiện cái điểm gặp nhau này, đây chính cái điểm gặp nhau này. Điểm hai thằng gặp nhau này, đấy, các bạn lưu ý vào. Ở đây đang vẽ nó hơi bị lệch một tí nhá, các bạn nhìn này. Các bạn cứ nối vào nhau là xong đúng không? Đó, ok đấy, được chưa? Cộng lên vào. Đó, đây là x2. Chiều ạ, hãy nối vào. Chị nhỉ? Đó, cái đồ thị như thế này, có hiểu ở đây mà. Được chưa? Nào, cô ghi lại bài ví dụ 4 này. Hai xe chuyển động thẳng đều. Bạn lưu ý này, hai xe chuyển động thẳng đều. Hai xe chuyển động thẳng đều để cho các bạn cùng xuất phát lúc 6 giờ sáng. Đó, cùng xuất phát lúc 6 giờ sáng, được chưa? 6 giờ sáng. Cùng xuất phát lúc 6 giờ sáng, được chưa? Tại hai điểm A và B, tại hai điểm A và B. Được chưa các bạn? Cách nhau là 220 km, cách nhau là 220 km, được chưa bạn? Xe thứ nhất, được chưa các bạn? Xe thứ nhất khởi hành từ A đi B, đi đến B này, lưu ý nhá, khởi hành từ A đi đến B, được chưa bạn? Với vận tốc là 60 km/h. Xe thứ nhất khởi hành từ A đi đến B với tốc độ là 60 km/h. Km/h. Xe thứ hai, được chưa? Đi từ B tới A. Đó, anh hỏi bạn, hai xe này nó chuyển động cùng chiều hay nó chuyển động ngược chiều các bạn ơi? Nào, các bạn thử comment lên cho em biết là hai xe này đang chuyển động cùng chiều nhau hay chuyển động ngược chiều nhau. Nào, comment lên cùng anh được nhỉ? Xe thứ nhất thì đi từ A đến B. Xe thứ hai thì đi từ B tới A. Thì hai xe này đang chuyển động ngược chiều nhau, rõ chưa? Ngược chiều nhau. Và xe thứ hai này đi với cái tốc độ là 50 km/h, 50 km/h, được chưa? 50 km/h. Và bài toán lại yêu cầu chúng ta viết phương trình chuyển động của hai xe. Giờ của hai xe. Nào. Trong bài toán này lại đang thiếu cái gì các bạn ơi? Nào các bạn ơi, trong bài toán này nó lại đang thiếu cái gì Nào, trong bài toán này nó lại đang thiếu cái gì đây? Lại đang thiếu cái gì đây? Lại đang thiếu hệ quy chiếu, bạn nhìn một tí xíu nhá. Anh sẽ chọn hệ quy chiếu nào, nhìn nhá, đúng rồi, chúng ta đang thiếu hệ quy chiếu này, các bạn nghe này. Chúng ta sẽ chọn một cái hệ quy chiếu chung để chúng ta làm, được chưa? Vì bạn lưu ý này, các phương trình chúng ta viết ra ứng với mỗi hệ quy chiếu là khác nhau vậy nhìn này. Anh sẽ chọn một hệ quy chiếu nó hơi đặc biệt tí xíu này, xem chúng ta giải quyết nào nhé, bạn nhìn này, được chưa? Nào, chọn hệ quy chiếu. Chọn hệ quy chiếu. Xem bạn nào gỡ được cái chiếu này, được chưa? Như này, cái chiếu này. Chọn gốc tọa độ nào, bạn cùng thống nhất chung nhá, chọn gốc tọa độ. Được chưa? Tọa độ. Chọn gốc tọa độ tại B thế mới hay, chọn gốc tọa độ tại B, được chưa? Tiếp tục. Chiều dương. Được chưa? Chiều dương. Từ A đến B, cẩn động nhầm nhá. Chiều dương từ A đến B. Được chưa? Chọn gốc tọa độ tại B, chiều dương từ A đến B. Và gốc thời gian là lúc 6 giờ, gốc thời gian lúc 6 giờ. Gốc thời gian
Chờ, là lúc 6 giờ. 6 giờ. Đó, hệ quy chiếu này hay lắm. Rất nhiều bạn bị sai quy chiếu này. Rất là nhiều bạn bị sai khi các bạn viết hệ quy chiếu này. Nào, trước tiên chúng ta cần phải xác định đây nó rơi vào kiểu 1, kiểu 2 hay kiểu 3. Các bạn comment lên. Nào, các bạn đọc đề bài, bạn comment lên. Vậy đối với ví dụ 4 này, nó sẽ rơi vào kiểu 1, kiểu 2 hay kiểu 3? Nào, comment lên. Hai xe này cùng xuất phát lúc 6 giờ sáng. Được chưa? Mà gốc thời gian cũng là lúc 6 giờ. Lúc 6 giờ. Kiểu mấy? Kiểu mấy? Kiểu 1. Nhớ, nó rơi vào kiểu 1. Kiểu 1. Đúng chưa? Kiểu 1. Đó, phải hiểu vấn đề vào. Vậy rõ ràng cái phương trình tổng quát của chúng ta ấy là x bằng x0 cộng v nhân t. V nhân t. Xong. Được chưa? Đây tổng quát. Nhớ không? Nào, bắt đầu làm. Cẩn thận không bẫy nha, cẩn thận không bẫy nha, không phải đi thi lúc nào cũng đẹp long lanh đâu. Nghĩ cho kỹ vào, thời gian suy nghĩ sẽ là 2 phút. Đó, cẩn thận không bẫy nhá. Nào làm đi nhá, cẩn thận bị bẫy đấy. Nào kết quả đâu? Kết quả đâu? Cẩn thận bị bẫy nhá. Lưu ý bạn. Cái bẫy nó khá là to đấy, được chưa? À, chiều dương đi từ A đến B đúng không? Đây chiều dương từ A đến B đây. Được chưa? Đó, OX đây. Cẩn thận bị bẫy nhá, nhắc trước nhá, cẩn thận bị bẫy đấy, được chưa? Và lưu ý là trong trường này là gì nào, làm đi rồi comment lên nhá. Bạn nhớ là đi thi đừng bao giờ, bạn lưu ý nhá, đi thi mà nếu đề bài người ta chưa cho bạn hệ quy chiếu ấy thì bạn làm ơn đừng có chọn hệ quy chiếu tiếng Anh ở trong câu này nhá. Được chưa? Bạn nên phải chọn hệ quy chiếu tại A ấy, gốc tọa độ tại A ấy thì nó mới đơn giản được. Nhưng anh cũng sẽ nhớ này. Khi anh dạy các bạn, anh sẽ bao cho bạn tất cả các dạng trường hợp để thi. Có thể trong bài toán người ta bắt các bạn viết viết phương trình với gốc tọa độ tại B thì bạn phải gỡ nó ra, được chưa? Chứ không phải lúc nào người ta cũng cho bạn là gốc tại A đâu, được chưa? Nào, phương trình là gì? Các bạn thử comment lên cho anh xem nào. Nào, phương trình là gì nào? Phương trình là gì đây? Nào, phương trình của chúng ta gì? Bạn nhìn này, nhớ nhá, trong trường này gốc tọa độ lưu ý này, gốc tọa độ tại B, gốc tọa độ tại B, tức là trong trường này O sẽ trùng với B. Đấy, O trùng với B, đây là O, đúng chưa? Đây là O. Tiếp tục này, chúng ta có xe thứ nhất xuất phát tại điểm A. Được chưa? Và xe thứ nhất đi từ A đến B. Vậy đây là chiều dương của xe thứ nhất đi từ A đến B. V1 đây. Được chưa? Tiếp tục, xe thứ hai xuất phát tại điểm B.
Xe thứ hai xuất phát tại điểm B, nhưng xe thứ hai lại đi từ B tới A. Đây bạn nhìn này, đây. Xe thứ hai đi từ B tới A, bạn hiểu đề không? Xe thứ hai đi từ B tới A, đúng chưa? Vậy hướng đi của xe thứ hai như sau. Đây. Đây là V2, đúng chưa? Đây là V2. Đó. Vậy để viết được phương trình chúng ta cần đi tìm cái gì nào? Bạn nhìn này. Đây nhá, nhìn này. Xe 1 này, xe 1. Nào, cái quan trọng nhất là trong trường này x không bằng bao nhiêu? Comment lên. Nào, anh hỏi bạn. Đây là gốc tọa độ đúng không? Xe thứ nhất xuất phát tại điểm A, anh hỏi bạn, tại đây nó âm hay dương? Các bạn comment nào. Nào, các bạn comment lên cho anh. Nào, đoạn AB để bài cho rồi, đoạn AB để bài cho các bạn là 220 km. Nhưng trong trường này gốc tọa độ tại điểm B thì vật thứ nhất xuất phát tại điểm A thì trong trường này x của nó phải âm hay phải dương? Các bạn comment nào. Nào các bạn comment lên cho anh biết nào. Âm hay dương các bạn ơi? Nó phải âm nhá. Phải âm. Được chưa? Phải âm. Nếu bạn nào lấy dương 220 km là bị sai. Vậy x0 của chúng ta phải là trừ 220. Được chưa? 220 km. Được chưa? V1 của chúng ta là dương, đúng không? V1 mà nhìn này, đây mà nhìn nhá. Chiều dương từ A đến B, nhìn này, cái chiều dương là chiều dương từ A đến B, chiều dương từ A đến B. Vật thứ nhất cũng đi theo chiều dương này, đúng chưa? Đúng, tức là vật thứ nhất đang chuyển động theo chiều dương thì ta lấy V1 là dương, đúng không? Và V1 của chúng ta sẽ là 60 km/h. Được chưa? Thì chúng ta có ngay phương trình x1 bằng trừ 220, đúng chưa? Trừ 220 cộng với cả 60t. Đó, cái sai chúng ta làm hiểu vấn đề không? Đơn vị của chúng ta là km chấm phẩy giờ. Học phải chuẩn vào, được chưa? Phải hiểu vấn đề vào thì mạng mới làm một điểm cao. Kể cả đề bài cho hỏi như nào vẫn làm được hết, được chưa? Tiếp tục này. Xe 2, được chưa? Nào, x không bao nhiêu các bạn comment nào? Các bạn ơi, các bạn comment cho anh này. Xe thứ hai xuất phát từ điểm B mà điểm B lại trùng vào mốc gốc tọa độ nào? X không bao nhiêu bạn ơi? X không bao nhiêu? Xe thứ hai xuất phát điểm B và trong trường này điểm B là gốc tọa độ, đúng không? Vậy rõ ràng x không của nó bằng không. Chờ, x không bằng không. Tiếp tục nào, V2 âm hay dương bạn ơi? V2 âm hay dương? Nào các bạn comment cho anh biết là V2 âm hay dương nào? V2 âm hay dương? Bạn nhìn này. Chiều dương như này đúng không? Xe thứ hai đi từ B đến A như thế này, rõ ràng xe thứ hai đang chuyển động ngược chiều dương, đúng chưa? Ngược chiều dương. Đó, tức là nó đang chuyển động theo chiều âm. Vậy vì nó chuyển động theo chiều âm nên chúng ta phải lấy là -50 km/h. Km/h. Đúng chưa? -50 km/h. Vậy chúng ta sẽ có phương trình x2 bằng -50 nhân t. Được chưa? Đơn vị là km này, chấm phẩy giờ. Đó. Hiểu không? Nào bạn hiểu không? Nào, nếu các bạn đã hiểu rồi thì tất cả bạn comment cho anh chị ok nào. Để chúng ta chuyển sang câu B nào. Đấy, vừa chỉnh vào nhá. Nào, nếu hiểu thì cho cái chữ ok đây nhá. Để chúng ta chuyển câu B này, Để cho câu B. Câu B nào. Tính quãng đường, được chưa? Hai xe đi được cho đến khi gặp nhau. Đó, thấy không? Làm đi. Tính quãng đường hai xe đi được cho đến khi gặp nhau.
Tính quãng đường hai xe được cho đến khi gặp nhau. Cứ nhớ liên quan bài toán gặp nhau, cho hai phương trình nó bằng nhau. Đầu tiên phải cho hai phương trình bằng nhau đã. Nào, đã dễ quả chưa? Dễ quả thì comment lên nhá, các bạn ơi, dễ quả thì comment lên nhá. Nào, quãng đường hai xe được, nhớ là có hai xe nhá. Quãng đường hai xe được là có đang chúng ta đang xét hai xe này, hai xe này. Hai xe đi được nhá. Quãng đường hai xe đi được cho đến khi gặp nhau, cho đến khi gặp nhau. Đúng không? Rồi, cái câu này nhau đây. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ phải giải quyết bài toán này là phải đi tìm cái thời, đi tìm cái khoảng thời gian để hai xe gặp nhau nhá, bạn nhìn này. Hai xe gặp nhau. Hai xe gặp nhau. Đúng chưa? Hai xe gặp nhau. Thì ta đã giải phương trình là x1 bằng x2, đúng chưa? Để tìm ra cái khoảng thời gian để chúng gặp nhau, đúng chưa? Hai xe gặp nhau là x1 bằng x2. Bạn suy ra này, phương trình x1 có rồi là trừ 220, đúng chưa? Các bạn cộng với cả 60t, đúng chưa? X2 là trừ 50t, 50t, đúng chưa? Các bạn tìm ra t ngay. Nào, t bao nhiêu bạn ơi? Nào các bạn ơi, t bao nhiêu? Nào, t bao nhiêu bạn ơi? Nào các bạn comment cho anh biết là t bao nhiêu? T bao nhiêu? Nào, các bạn làm rồi đúng không? T bạn tính ra bao nhiêu? T bạn tính ra bao nhiêu nào? Là mấy nhỉ? Các bạn thử comment lên xem nào. T ở đây nếu bạn tính ra ấy, thì nó là 2 giờ đúng không? Nó là 2 giờ. Nó là 2 giờ. Đúng chưa? T là 2 giờ. Đó, 2 giờ. Thì bạn lưu ý này, tức là chúng ta phải nhớ là hai xe gặp nhau, hai xe gặp nhau sau 2 giờ, bạn nhớ nhá. Hai xe gặp nhau. Hai xe gặp nhau, được chưa? Sau 2 giờ, sau 2 giờ. Nào, sau 2 giờ. Lúc mấy giờ? Nào comment anh ạ. À. Hai xe gặp nhau thì sau 2 giờ nhưng lúc mấy giờ? Sau 2 giờ gặp nhau nhưng lúc mấy giờ gặp nhau? Phân biệt rõ hai câu nhá. Hai xe gặp nhau sau 2 giờ nhưng lúc mấy giờ? Nào, lúc mấy giờ? Nào, lúc mấy giờ các bạn? Lúc mấy giờ đây? Lúc mấy giờ? Nào, lúc mấy giờ? Các bạn hiểu vấn đề này, các bạn hiểu vấn đề này. Cái 2 giờ này, cái 2 này nó là khoảng thời gian được tính từ mốc, mốc là 6 giờ. Có hiểu vấn đề không? 2 giờ này nó là khoảng thời gian được tính từ mốc là 6 giờ. Vậy rõ ràng là sau 2 giờ thì gặp nhau, thì gặp nhau lúc ở đây là lúc 8 giờ. Lúc 8 giờ. Đó, phải hiểu rõ mà. Hai xe gặp nhau sau 2 giờ nhưng là lúc 8 giờ. Lúc 8 giờ. Phải hiểu vấn đề nhá, được chưa? Nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu tính quãng đường, bạn lưu ý này. Công thức tính quãng đường là gì nào? Công thức tính quãng đường là gì? Bạn hiểu vấn đề này. Quãng đường. Quãng đường, được chưa? Lưu ý này, lưu ý nhá. Quãng đường S bằng V nhân T. V nhân T. V nhân T. Quãng đường S bằng V nhân T. Nhưng bạn phải hiểu vấn đề này. Quãng đường thì nó là luôn dương. Vậy bạn nhớ này. Quãng đường nó là luôn dương. Vậy bạn lưu ý này. Để đây cho chuẩn thì bạn phải lấy độ lớn của V. Không, rất nhiều bạn ở đây lại tính ra quãng đường âm là sai nhé. Quãng đường thì nó phải luôn dương. Nó phải luôn dương. Được chưa? Vậy ở đây bạn dùng độ lớn của V nhân T. Được chưa? Không phải một số bạn đi tìm quãng đường xe thứ hai đi lấy trừ 50 nhân T. Âm là vô lý nhá. Quãng đường của chúng ta phải luôn dương. Phải luôn dương. Được chưa? Vậy đây là có ngay. Được chưa? F1 này. F1 này. Được chưa? Thì bằng V1 nhân T. Nhân T. Được chưa? Thì quãng đường đi được cho đến khi hai xe gặp nhau, cho đến khi hai xe gặp nhau thì t này, lưu ý này, t này chính là thời gian hai xe gặp nhau đúng không? V1 có rồi là 60 nhân thời gian hai xe gặp nhau là nhân 2 và bằng 120 km. Được chưa? Còn xe 2 lưu ý là S2 thì bằng V2 nhân T. Nhưng mà hiểu vấn đề phải lấy độ lớn nhá, đừng có lấy trừ 50 làm mà sai ấy, vì quãng đường nó phải luôn dương, được chưa? Vậy lấy là 50, các bạn nhân đôi lên
thì là 100 km, 100 km, 100 km, 100 km. Bạn phải nhớ anh là khi tính quãng đường thì cái thằng vận tốc của chúng ta là phải lấy độ lớn lên vì nó luôn dương, được chưa? Vậy nhớ điều này vào nhá. Nhớ à? Chưa? Chứ không phải các bạn tính ra quãng đường S2 và lấy trừ 50 nhân 2 là sai nhá. Được chưa? Ok không? Ok không? Ok không? Nào, đến câu C này, đến câu C nhá. Nào, đến câu C này, đến câu C. Đến câu C. Tìm thời điểm, câu C này, tìm thời điểm, thời điểm, thời điểm. Tìm thời điểm khoảng cách, tìm thời điểm khoảng cách giữa hai xe là 110 km. Tìm thời điểm, cho tìm thời điểm khoảng cách giữa hai xe là 110 km. Có nào, cẩn thận, cẩn thận không thiếu trường hợp nhá, cẩn thận không thiếu trường hợp đấy. Nào, các bạn đang cẩn thận không bị thiếu trường hợp nhá, cẩn thận không bị thiếu trường hợp đấy. Làm cẩn thận vào. Rất nhiều bạn ra 7 giờ mà lại không có bạn nào ra thêm một kết quả nào khác à? Nào, các bạn ơi, ra bao nhiêu nhỉ? Thời điểm mà khoảng cách giữa hai xe là 110 km, 110 km, 110 km. Thêm một kết quả là 9 giờ. Thêm một kết quả là 9 giờ. Em ra 9 giờ. Nào, vậy kết quả là gì nhỉ? Cơ thể nhầm nha, bạn nhìn này. Khoảng cách giữa hai xe, khoảng cách giữa hai xe, lưu ý này, khoảng cách giữa hai xe là tính kiểu gì, các bạn lưu ý này, cẩn thận bị thiếu trường hợp nhá. Khoảng cách, được chưa? Khoảng cách giữa hai xe, bạn lưu ý này, khoảng cách giữa hai xe là kiểu là delta x, nhớ những delta x, và phải hiểu delta x đó là trị tuyệt đối của x1 trị x2 chứ không phải nó là x1 trị x2. Nhắc lại nhá, nhắc lại nhá, khoảng cách giữa hai xe phải là độ lớn của x1 trị 2, và trong trường này khoảng cách người ta cho bạn là 110 km, 110 km. Nào hỏi bạn, 110 km, nào hỏi bạn, học toán rồi, khi chúng ta phá ra, chúng ta phá cái trị tuyệt đối này ra, chúng ta sẽ có mấy trường hợp, các bạn ơi, nào các bạn thì comment này, rất nhiều bạn thiếu là vì sao, bạn nhìn này, vậy khi chúng ta phá cái trị tuyệt đối này ra là có ngay là x1,
trừ x2 phải là bằng cộng trừ nhá, phải là cộng trừ 110 km. 110 km phá ra nó phải là cộng trừ nhá, chứ không phải là mỗi là cộng đâu, được chưa? Vì đây là độ lớn, vậy khi các bạn phá ra nó phải là cộng trừ 110, được chưa? Vậy trừ 1, được chưa? Trừ 1 chúng ta có là x1, được chưa? Trừ x2 bằng 110, Trừ đầu tiên chúng ta có là x1 trừ x2 bằng 110, đúng không? 110. Nào, ta suy ra này, ta suy ra x1 có rồi, phương trình x1 có rồi. Phương trình x1 chính là trừ 220, được chưa? Trừ 220 cộng 60t, cộng 60t. Trừ x2 là trừ này, mở ngoặc này. Phương trình x2 là trừ 50t, trừ 50t. Làm nó chuẩn vào nhá, làm chuẩn vào. Được chưa? Và cái này bằng 110, bằng 110. 110. Nào, xử lý nhanh, t bao nhiêu các bạn ơi, t bao nhiêu? Nào, t bao nhiêu? Bấm nhanh t bao nhiêu bạn ơi, nào, trường hợp này thì t bao nhiêu? Nào, trường hợp này thì t bằng bao nhiêu các em ơi? T bao nhiêu nhỉ? Cầm máy tính lên xử lý nào. Trường hợp này thì t tính là 3, nhưng chúng ta có khoanh đáp án là 3 không? Nào, chúng ta có khoanh đáp án là 3 không? Vì ở bài toán này yêu cầu bạn tính thời điểm, đúng chưa? Thời điểm. Cái 3 giờ này nó là cái khoảng thời gian. Lưu ý nhá. Cái 3 giờ này nó là khoảng thời gian này, những bài toán hỏi tính là thời điểm, đúng không? Vậy thời điểm là lúc mấy giờ? Nào. Mốc thời gian là lúc 6 giờ. Sau 3 giờ thì khoảng cách giữa hai xe là 110 km. Vậy thời điểm mà khoảng cách giữa xe là 110 phải kết luận là lúc mấy giờ? Lúc mấy giờ nào? Lúc mấy giờ gọi nhỉ? Lúc mấy giờ đây? Lúc mấy giờ? Nào, lúc mấy giờ? Khoanh 3 giờ là sai nhá, khoanh 3 giờ và là sai đấy, được chưa? Ở đây phải là lúc mấy giờ đây? Lúc 9 giờ. Lúc 9 giờ. Bạn nhớ vào nhá, lúc ở đây phải là lúc 9 giờ. Cẩn thận bị bẫy nhá, được chưa? Lúc 9 giờ. Đó, lúc 9 giờ. Nhớ vào nhá, lúc 9 giờ. Được chưa? Đó là trường 1, được chưa? Còn trường 2, trường 2. Trường 2, được chưa? Trường 2 ta có là x1 trừ x2 bằng trừ 110, trừ 110, được chưa? Trừ 110. Đó. Vậy đây các bạn suy ra này, bạn có này, trừ 220 cộng 60t trừ đi trừ 50t, đúng chưa? Bằng trừ 110, trừ 110. Nào, t bao nhiêu bạn ơi, t bao nhiêu đây? Nào, trường này t bao nhiêu bạn ơi, trường này t bao nhiêu đây? Trường này t bao nhiêu nào? Nào, comment lên, trường này t bao nhiêu nào? T bao nhiêu? Trường này thì t tính ra là 1 giờ, 1 giờ, 1 giờ. Nhưng mà hiểu này, 1 giờ đây, chụp đây là khoảng thời gian, được chưa? Chứ không phải là thời điểm. 1 giờ này là 1 giờ được tính từ lúc 6 giờ. Vậy thời điểm đây chúng ta phải chọn là lúc 7 giờ, lúc 7 giờ. Nhớ nhá, lúc 7 giờ. Lúc 7 giờ. Đó, lúc 7 giờ. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Phải lưu ý chỗ này này, cái vì lưu ý chỗ này này. Ở chỗ này nó phải có hai trường hợp nhá, phải có hai trường hợp lưu ý vào nhá. X1 trừ 2 bằng cộng trừ 110, được chưa? Xong chưa nhỉ các bạn ơi, xong chưa? Đó, chữa tận vào. Đó, đến câu B. Đến câu B. À, đến câu D này. Câu D tự thử làm nhé, câu D này. Vẽ đồ thị tọa độ. Nào, vẽ đồ thị tọa độ thời gian. Được chưa? Của hai xe trên cùng một hệ tọa độ. Nào, làm đi. Tự trình bày nhá, tự làm nhá, rồi trình bày và tẹo nữa sẽ quay lên ở đây để đối chiếu, được chưa? Nào, hôm trước đã dạy rất kỹ một câu đồ thị rồi. Bây giờ vẽ đi. Vẽ đồ thị tọa độ thời gian của hai xe trên cùng một hệ tọa độ.
Nào, cho thời gian 2 phút để các bạn vẽ nhá. Vẽ cẩn thận bị nhầm đấy nhá, lưu ý vào, vẽ chuẩn vào. À, vẽ đi, hôm trước đã dạy cách vẽ rồi. À, vậy đi nhá, không khó quá đâu, được chưa? Muốn vẽ được thì chúng ta cần phải kẻ cái bảng ra đúng không? Đó, đầu tiên chúng ta có trục thời gian là T này. T này, được chưa? Sau đó dưới này là x1 này, x1 này. Dưới này là x2 này. Đó. Chúng ta có trục thời trục phải à, chúng ta có kẻ cái bảng ra đúng không? Chúng ta thì cần có hai điểm là chúng ta đã làm được rồi đúng không? Đó. Đầu tiên là t bằng 0 này, t bằng 0 vào, đúng không? Thế x của bao nhiêu? Phương trình x1 có rồi, bạn nhớ là phương trình x1 bạn thay vào đầu tiên là t bằng 0 đúng không? T bằng 0 vào. Thì bạn nhớ này, x1 của chúng ta là phương trình x1 là 220 cộng với cả 60 nhân 0 đúng không? Thế nó là -220. Được chưa? Còn x2 là bao nhiêu? X2 sẽ là bao nhiêu nhỉ? X2 của chúng ta sẽ là bằng 0 đúng không? X2 của chúng ta bằng 0. Nào chúng ta cùng phải xác định điểm này. Cùng phải xác định điểm này. Được chưa? Thằng thứ nhất sẽ đi qua vị trí có tọa độ là 0 và -220. Thì lưu ý này. Cái miền này là miền dương đúng không? Vậy -220 vẽ ở miền dưới này. Vẽ ở miền dưới này. Được chưa? Lưu ý vào. Vẽ chuẩn vào nhá. Đây. Đây là -220. -220. Được chưa? Đấy, vậy điểm của thằng thứ nhất đi qua sẽ là điểm này đầu tiên, điểm này. Bạn nhớ nhá, điểm này. À, tô này, điểm này. Một xanh là điểm đi qua. Còn thằng thứ hai đi qua vị trí có cái tọa độ là 0 0. Thì 0 0 nó chính là gốc tọa độ luôn đúng không? Đây, thằng thứ hai đi qua điểm này. Thằng thứ hai đi qua điểm này. Đây, 0 0. Đúng chưa? Và chúng ta cần phải thể hiện một điểm nữa là điểm gặp nhau. Đúng không? Và rõ ràng hai xe gặp nhau sau mấy giờ? Hai xe gặp nhau sau 2 giờ đúng không? Thì t bằng 2 này. Được chưa? Và khi gặp nhau thì tọa độ bao nhiêu thay vào này? Bạn thay vào nhá, bạn thay vào.
Bạn lấy trừ 220, bạn cộng với cả 60 nhân 2 thì bạn có được x1 là trừ 110. Trừ 110. X2 của bạn cũng sẽ là trừ 110, đúng không? X2 của bạn cũng là trừ 110, gặp nhau bằng nhau mà. Đúng chưa? Đó. Còn nếu bạn lấy thêm một thời gian nữa cũng được, nhưng mà không cần thiết đến thời điểm này, đúng không? Nào, nhìn này. Lấy nhá, bắt đầu ta vẽ này, được chưa? Đây là 2 này, lấy 2 đây đi. Đây là 2, đúng không? 2 này. Được chưa? Trừ 110 nó ở đây này, trừ 110 đây này, trừ 110 đây này, chưa? Thì cả hai điểm này đều đi qua cái vị trí có tọa độ là 2 và trừ 110 đây, được chưa? Đó, cả thằng xanh da trời và cả thằng xanh lá cây đều đi qua điểm này, đều đi qua điểm này, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nối hai điểm này với nhau, chúng ta có ngay phương trình, đúng không? Bạn nhìn này, nối hai điểm xanh với nhau ra có phương trình nào, bạn nhìn này, đây. X1 100 hay là 110 nhỉ? 100 hay là 110 các bạn ơi? Nào thử lại nhá. Nào bạn nhìn này. Nào cái này là trừ 110 hay trừ 100 bạn ơi? X1 này. 2 giờ nào, xem nó đâu nhỉ? Đây bạn nhìn này, bạn nhìn nhá. Nào x1 này, x1 này đúng chưa? Ta thay vào này là trừ 220 ta cộng với cả 60 nhân 2 nhân 2. À cái này ra là trừ 100 đúng không? Trừ 100, ok, trừ 100 nhá, trừ 100. Đó, ok, trừ 100. Ok, trừ 100. Đúng chưa? 100. Sửa lại tí xíu nhá, trừ 100. Chưa, 100, trừ 100. Trừ 100. Đúng chưa? À, đây là trừ 100 đúng không? Trừ 100 thì tỷ lệ nó không thể là 1 phần 2 thôi, nó đẩy trên một tí xíu này. À, sẽ vẽ lại cho bạn nha. Vẽ phải đúng tỷ lệ cơ thì nó mới đẹp được đúng không? Đây, trừ 100 thì nó ở đây này, trên này này. Trừ 100 thì nó ở đây, đúng chưa? Đó, ở điểm này. Đúng chưa? À, hai điểm đều đi qua thằng này, đúng chưa? Đó, nào nối với nhau. Nối với nhau để ra đồ thị này, nối với nhau để ra đồ thị nhá, nối vào. Xanh với xanh nhá, nhìn này. Được chưa? Đó, đồ thị nhất, đồ thị thứ hai này, nối vào. Đó, ra đồ thị này, được chưa? Lại lưu ý vào. Thì đây của chúng ta nó là của thằng x. X2 này, đây là x2 này, x2 này. Được chưa? Đây của nó là x1 này. Đó, x1. Được chưa? X1. Được chưa nhỉ? Nào, nếu các bạn, nếu tất cả các bạn đã vẽ ra đúng đồ thị này rồi thì tất cả bạn comment cho chữ ok lên. Nào các bạn comment lên, comment cho chữ ok nào. Các bạn nào, các bạn comment cho chữ ok lên nếu các bạn đã vẽ xong đồ thị này. Nào, xong hết chưa nhỉ? Thì bạn nào xong chưa? Xong chưa? Nào bạn nhìn này. Các bạn cùng nhìn vào cho anh cái đồ thị này, các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn hộ anh đồ thị này, đây bạn nhìn này. Đây chúng ta kéo lên, các bạn nhìn này. Các bạn kéo lên hộ anh cái đồ thị buổi trước ta vẽ này, đây bạn nhìn này. Nào kéo lên tí xíu, bạn nhìn nhá, bạn nhìn này. Bạn nhìn hộ anh, bạn nhìn lại cái đồ thị ở trong ví dụ. Ví dụ mấy đây? Đây bạn nhìn lại cho anh cái đồ thị ở ví dụ 2. Bạn lưu ý này, bạn nhìn lại cho anh cái đồ thị ở ví dụ 2 để chúng ta sẽ có một cái chú ý như sau, các bạn nhìn này. Bạn nhìn nhá. Ở trong ví dụ 2 thì hai xe đang chuyển động theo chiều gì các bạn thì comment lên là các bạn ơi. Các bạn nhìn này. Đó các bạn comment là ở trong ví dụ 2 thì hai xe đang chuyển động chiều nào các bạn comment nào. Nào các bạn nhìn lại, các bạn nhìn lại ví dụ 2 để chúng ta chuẩn bị rút ra một chú ý rất quan trọng như sau. Nào. Nào, trong trường hợp 2 thì hai xe đang chuyển động theo chiều dương hay theo chiều âm các bạn ơi? Các bạn ơi. Nào các bạn comment lên nào. Đang chuyển động theo chiều dương đúng không? Bạn nhìn cái đồ thị này. Các bạn nhìn đồ thị nhá, nhìn đồ thị này. Bạn nhìn nhá, nhìn đồ thị xe này, bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn đồ thị của hai xe này, nhìn này. Cả hai xe cái đồ thị nó đang hướng lên đường xuống bạn ơi, nó đang đi lên đi xuống nào nhìn này. Bạn nhìn cái đồ thị chúng ta là đang đi lên đi xuống của hai thằng. Nào, nếu hai thằng chuyển động theo chiều dương đúng không? Thì đồ thị của nó đang vẽ đi lên đi xuống. Nào, nhìn nào. Nào nhìn nhá, rõ ràng là hai thằng này đều đang chuyển động theo chiều dương thì rõ ràng bạn nhìn cái đồ thị của chúng nó đang đi có xu hướng đi gì đây, đi gì đây, đi gì đây, đi gì đây. Nào lên đi xuống.
Nào đi lên đi xuống nào, comment nào. Đi lên nhá, đi lên này, bạn nhìn nó đang đi lên này, đúng không? Đúng không? Cái này đang đi lên này, đang đi lên này. Đúng chưa? Đang đi lên. Đó, đang đi lên. Còn bây giờ các bạn quay lại bạn nhìn của anh cái bên dưới này. Nào, ở ví dụ vừa xong đúng không? Nhìn này. Ở ví dụ vừa xong thì sẽ có một thằng chuyển động theo chiều dương, một thằng chuyển động theo dương là thằng x1. Là x1. X1 đang chuyển động theo chiều dương, đúng chưa? Còn x2 thì đang chuyển động theo chiều âm. Thì chúng ta vừa xét rồi, nếu vật chuyển động theo chiều dương thì cái đồ thị của nó sẽ có xu hướng đi lên này. Được chưa? Được chưa các bạn nhìn này. Còn đối với thằng x2, đối với thằng x2 thì nó đang chuyển động theo chiều âm thì cái đồ thị của nó sẽ có xu hướng như nào các bạn? Comment nào các bạn ơi, các bạn comment cho anh. Nào comment lên. Đối với cái thằng x2 nó đang chuyển động theo chiều âm thì cái đồ thị của nó, cái đồ thị của nó sẽ có xu hướng đi lên đi xuống các bạn ơi, comment nào, đi lên đi xuống. Nào, đi lên hay đi xuống? Đi xuống nhá. X2 âm này thì chúng ta sẽ vẽ đi xuống này. Đi xuống, đi xuống. Nhớ chưa? Đi xuống. Đó, đi xuống. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có một cái nốt như sau. Chúng ta sẽ có một số cái chú như sau. Nào, phục ví dụ 6 nhá. Ví dụ 6 này. Ví dụ 6. Ví dụ 6. Giờ ví dụ 6. Nào xem nó có điểm gì lạ này, ví dụ 6 nhá. Lúc 7 giờ, lúc 7 giờ, được chưa? Lúc 7 giờ. Một xe khởi hành từ A đến B, có một xe khởi hành từ A đến B, từ A đến B. Được chưa các bạn? Từ A đến B với tốc độ là 40 km/h, 40 km/h. Được chưa? Lúc 7:30, lúc 7:30, được chưa? Lúc 7:30, được chưa? Có một xe khởi hành từ B đến A, từ B đến A, chào bạn. Với tốc độ là 50 km/h, 50 km/h. 50 km/h. Được chưa? 50 km/h. Đó, 50 km/h, được chưa? Bài toán cho biết là AB là 110 km. Khoảng cách A và B là 110 km, 110 km, 110 km. Được chưa? Câu A là viết phương trình. Viết phương trình. Viết phương trình. Các bạn lưu ý này, các bạn lưu ý nhá. Rõ ràng ở đây các bạn nghe giảng đã nhá. Câu này là có một điểm lạ này, các bạn nghe giảng thì xíu đã. Đầu tiên chúng ta phải làm một thao tác là chọn hệ vi chiếu đã, đúng không? Bạn nhìn này, bạn nhìn nhá. Nào các bạn đọc đề bài và các bạn thử comment cho em biết là hai xe này có xuất phát một lúc không? Nào các bạn thử comment là hai xe này có xuất phát một lúc không? Nào hai xe này có xuất phát một lúc không các bạn ơi, một lúc không? Một xe thì xuất phát lúc 7 giờ. Một xe thì xuất phát lúc 7:30, đúng không? Thì rõ ràng là hai xe này không xuất phát một lúc, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có cái hệ quy chiếu sau này, chọn hệ quy chiếu. Chọn hệ quy chiếu. Các bạn nghe giảng một xíu nhá, được chưa? Lấy gốc tọa độ, lấy gốc tọa độ, gốc tọa độ. Chưa? Lấy gốc tọa độ tại, lấy gốc tọa độ tại A, được chưa? Chiều dương, chiều dương, chiều dương, chiều dương này từ A đến B, chiều dương từ A đến B, được chưa? Chiều dương từ A đến B. Bây giờ chúng ta sẽ chia quyển vở của chúng ta làm hai bên. Bạn lưu ý này, chia quyển vở làm hai bên, hai cột. Các bạn có biết vì sao chia không? Anh muốn các bạn làm cả hai mốc thời gian luôn. Được chưa? Hai mốc thời gian luôn. Các lưu ý nhá. Một bên chúng ta sẽ làm theo mốc thời gian lúc 7 giờ. Lưu ý này. Một bên là mốc thời gian. Mốc thời gian. Mốc thời gian.
là lúc 7 giờ, là lúc 7 giờ. Được chưa? Còn bên này chúng ta sẽ xét là mốc thời gian, mốc thời gian. Bên này sẽ là mốc thời gian là lúc 7 giờ 30 phút. Làm cả hai câu luôn để chúng ta hiểu vấn đề đi. Đó. À, suy nghĩ đi, chuẩn bị chữa nhá, suy nghĩ nào, câu trình như nào đây nào các bạn nhá. Nào lưu ý này. Chúng ta sẽ có hai mốc thời gian, một là lúc 7 giờ, 7 giờ. Nào chúng ta sẽ làm trước 7 giờ trước cho bạn nhìn này. Nào các bạn. Nếu chúng ta làm lúc 7 giờ bạn nhìn này, chúng ta có cái phương trình tổng quát như sau bạn nhìn này, bạn nhìn nhá, bạn nhìn này. Bạn nhìn nhá, nào các bạn. Bạn nghe này. Nào các bạn. Phương trình của x1 nó rơi vào kiểu mấy? Comment lên nào các bạn. Nào hỏi bạn, phương bạn nghe nhá, nghe giảng này, mốc thời gian lúc 7 giờ, mốc thời gian lúc 7 giờ, vậy phương trình của thằng x1 nó rơi vào kiểu mấy? Comment lên, kiểu mấy nào? Kiểu mấy các bạn ơi, kiểu mấy? Xe thứ nhất bạn lưu ý này. Đây, mốc thời gian lúc 7 giờ mà xe thứ nhất của chúng ta xuất phát cũng lúc 7 giờ. Lúc 7 giờ bạn lưu ý nhá, xe thứ nhất chúng ta xuất phát lúc 7 giờ đúng không? Nó rơi vào kiểu 1. Vậy chúng ta có x0, x1 này bằng x01. Được chưa? Cộng với cả V1 nhân T, nhân T, đúng chưa? V1 nhân T. Đó. Còn xe thứ hai x2 nào. Các bạn thử comment lên cho em biết là cái xe thứ hai, phương trình của xe thứ hai nó sẽ rơi vào kiểu mấy các bạn ơi? Nào, mốc thời gian lúc 7 giờ, xe thứ hai xuất phát lúc 7 giờ 30. Nào, comment lên. Comment lên các bạn ơi, comment lên. Nào, comment lên các bạn ơi. Lúc bao nhiêu là kiểu mấy đây? Kiểu mấy đây? Kiểu mấy nào? Kiểu 2 đúng không? Đây, 7 giờ này. Đây là 7 giờ 30 này, đúng không? Nó là kiểu 2, được chưa? Vậy x2 của chúng ta là x02, được chưa? Cộng với cả V2 nhân mở ngoặc T trừ đi T0, trừ đi T0. Đúng chưa? T0. Nào, các bạn có biết T0 bao nhiêu không? Các bạn ơi, các bạn có biết T0 là bao nhiêu nhỉ? Các bạn ơi, các bạn có biết T0 bằng bao nhiêu không? Nào, T0 đây hiểu đơn giản. T0 là khoảng thời gian, được chưa? Từ đâu, khoảng thời gian từ thời điểm, từ cái mốc thời gian là cho từ điểm bắt đầu này đến mốc thời gian đúng không? Đó, đây chúng ta cùng làm này, chúng ta cùng làm nhá, cùng làm này. Nào, ta có ngay nào, bạn nhìn này, bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ làm với xe một này, xe một này, bạn nhìn này, xe một, xe một, đúng chưa? Thì rõ ràng gốc tại A rồi đúng không? Thì xe một ta có ngay là x01, được chưa? X01 của chúng ta bằng 0, được chưa? Chiều dương từ A đến B thì rõ ràng là V1 của chúng ta là dương 40, dương 40 km, đúng không? Thì chúng ta có ngay phương trình x1, x1 bằng 40, 40 nhân t, đơn vị là km chấm phẩy giờ, chấm phẩy giờ, giờ chấm phẩy giờ, được chưa bạn? Nào, còn xe thứ hai lưu ý này, xe thứ hai, xe thứ hai, xe thứ hai, xe thứ hai đúng không? Thì lưu ý này, xe thứ hai x02 bằng bao nhiêu? Nào, bạn lưu ý nhá, xe thứ hai xuất phát tại điểm B.
Chưa? Rồi. A này, trùng ô này, B này. Xe thứ nhất đi này. Xe thứ hai đi như này. Đúng không? Thì rõ ràng xe thứ hai x02 là chính là bằng AB, bằng AB, bằng AB. Mà AB để bà cho bạn là bằng 110, 110 km, được chưa? 110 km. Tiếp tục V2 nó phải âm nhá, V2 phải âm đúng không? Vì xe thứ hai chuyển động ngược chiều dương. Vậy V2 là trừ 50, V2 là trừ 50, V2 là trừ 50 km. Giờ V2 là trừ 50 km, được chưa? Còn T0 hiểu đơn giản này, hiểu vấn đề là T0 là gì? T0 là khoảng thời gian được tính từ mốc đến thời điểm ban đầu của xe thứ hai. Mốc là 7 giờ, lưu ý này, mốc là 7 giờ. Bạn lưu ý nhá, mốc ở đây là 7 giờ. 7 giờ này. Được chưa? Xe thứ hai lúc 7 giờ 30 đó là khoảng thời gian đây là 1 phần 2 giờ, 1 phần 2 giờ. 1 phần 2 giờ. Đúng chưa? 1 phần 2 giờ. Thì là chúng ta sẽ có cái phương trình như sau, x bằng x2 bằng này. Chưa? 110, 110, được chưa? 110 này. Các bạn trừ đi 50, 50 nhân mở ngoặc, được chưa? T trừ 1 phần 2, T trừ 1 phần 2. T 1 trừ 1 phần 2. Mỗi điều là T trừ 1 phần 2. Được chưa? Chào bạn nào, còn phương trình bên này nào, bên này thì sao anh, bên này thì sao này, bên này thì sao nào, bên này thì sao bạn nhìn này, đang hỏi bạn nhá. Chứ ở trường hợp ở bên này thì mốc thời gian là lúc 7 giờ 30 nào, mốc thời gian lúc 7 giờ 30 thì hỏi bạn xe thứ nhất nó rơi vào kiểu mấy các bạn ơi, nào xe thứ nhất nó rơi vào kiểu mấy nào, kiểu mấy các bạn ơi, kiểu mấy nào, kiểu mấy gọi ơi, kiểu mấy, xe thứ nhất rơi vào kiểu 3 đúng không, bạn nhìn là x1, x1 đúng chưa, x1 bằng x01, x01 cộng với cả v1 nhân với cả t cộng t0, cộng t0 được chưa, cộng t0. Bạn hiểu vấn đề nhé, bạn hiểu vấn đề là ở đây này, đầu ở đây bạn bạn hiểu nó là cộng với cộng bằng trừ nhá. Bạn hiểu vấn đề là ở đây chúng ta đã sử dụng là cộng với cộng bằng trừ ở phần lý thuyết đúng không? Đấy, lưu ý bạn nhá. Còn xe thứ hai đúng không? X2 của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây? Nó vẫn là x02, x02. Bạn hiểu này, mốc thời gian là lúc 7 giờ 30, xe thứ nhất xuất phát lúc 7 giờ, đúng không? Xuất 7 giờ thì chúng ta rơi vào kiểu thứ ba, được chưa? Còn xe thứ hai nó xuất phát lúc 7 giờ, mốc thời gian cũng là 7 giờ thì nó rơi vào kiểu 1, đúng không? Nó rơi vào kiểu 1. Được chưa? Cộng với cả V2 nhân T, cộng với cả V2. Cộng với cả V2 nhân T. Được chưa, nhân t đó, nhân t, được chưa nào, các bạn thử comment. Bạn nhớ nhá, khi chúng ta lưu ý này, khi chúng ta đã dùng cái dấu cộng này rồi thì bạn chỉ hiểu đơn giản là t0 nó là khoảng thời gian được tính từ mốc đến thời ban đầu đúng không, mốc là 7 giờ 30, thời điểm ban đầu là 7 giờ thì căn t0 ở đây nó vẫn là 1 phần 2, nó vẫn là 1 phần 2. Còn hiểu sâu hơn nó là trừ 1 phần 2, nhưng mà trừ trừ cộng này, đây là cộng này đó, thì đây các bạn sẽ có được phương trình ngay này, rất đơn giản này, bạn nhìn này, ta suy ra ngay này, x1 này bằng này, v1 chúng ta có rồi là 40 đúng chưa, nhân mở ngoặc t cộng với t0 ở đây vẫn là khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 30, bạn hiểu không, t0 ở đây nó vẫn là khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 30, mà từ 7 giờ đến 7 giờ 30 thì nó vẫn là 1 phần 2 giờ, vậy là cộng 1 phần 2 đúng chưa. X2 của chúng ta, x2 của chúng ta thì ở đây nó sẽ là 110, 110 trừ đi 50t, 50t họ 50t, 50t các bạn nhìn vẫn chìm nhá, đó bạn hiểu vấn đề vào, nó có 3 kiểu thôi. Các bạn phải hiểu vấn đề là lưu ý nhá. Cái thằng T0 này nó là khoảng thời gian được tính từ thời ban đầu đến mốc, đúng không? Mốc ở đây là 7 giờ 30, thời điểm ban đầu là 7 giờ thì khoảng thời gian ở đây chính là 30 phút, chính là 1 phần 2 giờ. Ở đây tức là cộng 1 phần 2. Đó, hiểu vấn đề không? Hiểu không? À, các bạn có hiểu không? Các bạn ơi, có hiểu không?
Nào. Có hiểu không bạn ơi? Nào bây giờ chúng ta thử nhá. Bây giờ hiểu cái này không? Nào các bạn có hiểu không? Nào, chúng ta cố gắng nốt câu B này, chúng ta cố gắng nốt câu B nhá. Chúng ta cố gắng nốt câu B này. Nào, câu B là xác định thời gian. Xác định thời gian. Xác định thời gian. Được chưa? Và vị trí. Được chưa? Hai xe gặp nhau, gặp nhau. Đó, xác định thời gian và vị trí hai xe gặp nhau. Các bạn cứ làm cả lưu ý này ở câu này nhá, bạn làm cả hai phương trình đi xem có điều gì đặc biệt xảy ra. Đấy, cứ làm đi, gặp nhau thì cho chúng bằng nhau cái là xong ngay, rất nhanh luôn. Nào, làm đi. Chúng ta làm luôn cả hai trường hợp nhá, trường 1 này. Cứ nhớ là chúng ta làm luôn cả hai trường hợp luôn, trường 1. Làm cùng anh luôn cho nó nhanh đúng không? Nào, trường 1 nhá, chúng ta lấy mốc mốc 7 giờ. Mốc là 7 giờ đúng không? Mốc 7 giờ. Được chưa? Thì chúng ta có phương trình ở trên rồi đúng không? Chúng ta có phương trình là cho x1 x2 này, gặp nhau cứ cho x1 bằng x2 xong ngay. Xong đề ngay, đúng chưa? Xong đề ngay. Được chưa? Nào, x1 của chúng ta có rồi là 40t, 40t. Được chưa? X2 của chúng ta là bao nhiêu đây? X2 của chúng ta là 110, 110 trừ đi 50 nhân mở ngoặc t trừ 1/2, 1/2. Các bạn suy ra t bao nhiêu nào? Các bạn suy ra t bao nhiêu? Nào, hỏi bạn trong trường này các bạn suy ra t bao nhiêu nhỉ? T bao nhiêu? Nào, trong trường này các bạn suy ra t bao nhiêu các bạn ơi, các bạn comment cho anh t bao nhiêu nhỉ? Nào, t bao nhiêu các bạn ơi? Nào, cầm máy tính lên xử lý cho anh xem t bao nhiêu nào. T bao nhiêu nhỉ? T bằng bao nhiêu nhỉ? 1 phần 5, nói hỏi bạn nhá. Các bạn nghe này, các bạn nghe cho anh tí xíu nhá, các bạn nghe này. Các bạn có biết cách dùng máy tính để bấm ra nghiệm này luôn không? Hay các bạn phải phá tung ra? Em hỏi bạn nhá, các bạn đã biết cái phương pháp là dùng máy tính để các bạn có được nghiệm luôn không? Hay các bạn lại phải nhân chéo ra? Nào hỏi bạn nhá. Trong môn toán ấy, trong môn toán nhá, các bạn có biết cái cách mà dùng máy tính để có thể ra luôn t vào 1,5 giây không? Hay các bạn phải phá tung này ra? Nào hỏi này, này dạy luôn các bạn này, nào hỏi bạn này. Trong môn toán các bạn đã biết dùng máy tính để nhập phương trình này vào chưa? Nhập phương trình này vào chưa? Chúng ta chỉ cần nhập cái phương trình này vào, ta bấm ra luôn. Nào bạn nhìn này, một số bạn chưa biết thì nhìn lại nhá, bạn nhìn này đây, dạy bạn luôn này đây. Một số bạn chưa biết thì nhìn đây, bạn nhìn này, bạn nhìn nhá, bạn nhìn này. Đầu tiên đúng không? Chúng ta có là 40t, ta coi t là nghiệm cần tìm đúng không? Ta đặt là x, à, đặt x này. Đặt x. Rồi, ấn x này, đúng chưa? Sau đó ấn dấu bằng này, ấn dấu bằng. Ấn dấu bằng nhá, nhìn này, ở đây dấu bằng này, nhìn này, ở đây là dấu bằng này, dấu bằng này. Nhập vào máy tính thôi, nhập vào máy tính thôi đúng không? Ở dấu bằng ở đây là alpha can là dấu bằng, nhìn này lại nữa nha. Alpha can là dấu bằng. Được chưa? Nhìn nhá, có nhớ này, ở cái máy tính này thì chúng ta ấn alpha can dấu bằng ấy, còn máy tính ở các bạn cứ làm giống anh ấy nhá, vì cái phần ấn ấn nút dấu bằng này trong máy tính, mỗi máy tính nó sẽ có một cái nút khác nhau ấy, đúng chưa? Sau đó bạn nhập tiếp này, 110, 110, 110 này, đúng chưa? Bạn trừ đi 50 này, đúng chưa? Nhân này, mở ngoặc này, đúng chưa?
Bạn coi T là ẩn, đúng không? Bạn đặt coi T là ẩn và trong máy tính đặt là x, đặt x đúng chưa? Alpha x này, đó chữ ra chữ x này. Sau đó trừ đi 1/2 này, trừ đi 1/2. Nhập vào thôi mà, đúng không? Đó. Bạn làm một thao tác là bạn nhập cái phương trình này vào trong máy tính. Đúng chưa? Bạn nhập cái phương trình nào trong máy tính, nhập y nguyên phương trình này trong máy tính vào. Và bạn coi cái thời gian t này là nghiệm x ở trong máy tính, được chưa? Sau đó các bạn ấn một thao tác là shift sâu, shift sâu là nhìn sâu, nhìn này, nhìn nhá, ấn này, ấn shift sâu sâu này, đó sâu này, nhìn được không? Nhìn nhá, ấn shift shift sâu, được chưa? Sau ấn dấu bằng thì bạn ra ngay luôn x bằng 1,5, x bằng 1,5, tức là trong việc này x ở đây chính là t, tức là t nó bằng 1,5, 1,5. Thì nó sẽ giúp các bạn có thể nhanh hơn, các bạn đỡ phải phá tung nó ra rồi bạn chuyển vế ra làm, nó mất thời gian hơn thì bạn có thể dùng máy tính làm luôn bằng cách bạn nhập hộ anh cái phương trình này vào trong máy tính, nhập y nguyên vào, dấu bằng và nhập dấu bằng vào, được chưa? Sau đó bạn ấn shift sâu một cái ra ngay, đúng nhỉ, đúng nhỉ? Đó, lưu ý bạn nhá, đúng chưa? T bằng 1,5. Kiến thức mới à? Ok, này mới thật à? Ơ cái này mới à? Các bạn biết chưa nhỉ? Các bạn ơi, các bạn biết chưa nhỉ? Các bạn biết chưa? Ơi, thật mà. Máy 500ms bấm được không? Bấm được hết em ơi. Máy nào bấm được hết? Nhưng anh ấy không có cái phần mềm bấm hết mà ơi. Máy nào bấm được hết? Anh ấy không có cái phần mềm Casio, cái phần mềm máy tính bấm hết mà bạn. Máy nào bấm được hết? Máy nào cũng bấm được. Nhớ là máy nào cũng bấm hết. 500 bấm hết bạn ơi. Tất cả các máy đều bấm được hết nhá, đều bấm được hết. Đó. Được chưa các bạn? Thì đây bạn tìm ra T là 1,5 giờ đúng không? 5:70 cũng có hết các bạn bấm đi. Nó chỉ khác nhau cái nút ấn làm sao giống bằng thôi. Anh lại không có cái phần mềm ở đây. Thôi này, buổi sau anh đào cái phần mềm của máy tính 570 vào để anh làm cho bạn nhá. Còn nhớ là vẫn bấm được. Chắc chắn là vẫn bấm được. Được chưa các bạn? Lưu ý vào. Nào, lưu ý này, tiếp tục này. Nào, tiếp tục nhá. Bạn suy ra x bao nhiêu nhỉ bạn ơi? Bạn suy bao nhiêu nào bạn ơi? Nào, các bạn ơi. Bấm được mà. Chắc chắn máy nào bấm được. Không có chuyện không ra. Được chưa? Nào. T bằng 1,5 giờ đúng không? Nào các bạn suy ra này, tập trung nào, tập trung này, các bạn lưu ý này. Nào x bao nhiêu các bạn ơi, x bao nhiêu? Nào x bao nhiêu các bạn ơi? Nào x ra bao nhiêu các bạn ơi? Nào x ra bao nhiêu? Nào x ra bao nhiêu? 60 km, 60 km. Được chưa? Nào, như anh hỏi các bạn gặp nhau lúc mấy giờ? Nào gặp nhau lúc mấy giờ? Lúc mấy giờ các bạn ơi? Nào gặp nhau lúc mấy giờ? Nào ở trong trường đầu tiên là gặp nhau lúc mấy giờ? Nào gặp nhau lúc mấy giờ? Cái 1,5 giờ này, cái 1,5 giờ này là tính từ lúc 7 giờ. Bạn lưu ý nhá, cái 1,5 giờ này là tính từ lúc 7 giờ, lúc 7 giờ. Đúng chưa? Vậy vậy gặp nhau lúc bao nhiêu nhỉ? Lúc 8 giờ 30 phút, lúc 8 giờ 30 phút. Lúc 8 giờ 30 phút. Đúng chưa? Lúc 8 giờ 30 phút. Tiếp tục này. Chiều 2, chiều 2. Chiều 2. Được chưa? Mốc ở đây nhớ là chiều 2 là mốc lúc 7 giờ 30, 7 giờ 30. Mốc lúc 7 giờ 30. Đúng chưa? Chiều 2 là mốc lúc 7 giờ 30. Thì chúng ta cũng giải phương trình x1 bằng x2, x1 bằng x2. Đúng không? X1 của chúng ta có rồi là 40 nhân mở ngoặc t cộng 1/2. Đúng chưa? X2 của chúng ta là 110, 110 bạn trừ đi 50t, 50t, bạn trừ đi 50t. Đúng chưa? Trừ đi 50t. Nào, các bạn cầm máy tính lên xử lý nhanh cho anh. Trừ 2 thì t ra bao nhiêu? Nào các bạn ơi, trường hợp thứ hai thì t ra bao nhiêu? Nào, trường hợp thứ hai thì t ra bao nhiêu?
lại cầm máy tính lên nhập này. Đây, chúng ta lại cầm máy tính lên nhập thôi đúng không? Cầm máy tính lên nhập này, đây lại làm này, nhập vào này 40 nhân mở ngoặc t t bây giờ đặt x đúng không? Máy tính nào cũng có chức năng ấn vào chữ x này, đó nó chỉ khác nhau cái nút lệnh thôi. Máy tính này là alpha là dấu ngoặc này x, còn máy tính khác thì cũng là một cái nút nào đó là chữ x, chưa? Thì buổi sau anh sẽ download cái phần mềm máy tính kia về anh bấm cho bạn nhá, cộng 1/2 này, được chưa? Đó. Sau ấn dấu bằng này, đồ máy tính này là alpha k dấu bằng này, được chưa? 110. Được chưa các bạn? Trừ đi 50 nhân t đặt x luôn này. Đó, cực kỳ nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Chờ ấn shift sau bằng và 1 giờ. Không cần phải mất đến mấy giây bấm nữa 1 giờ. Được chưa? 1 giờ. Hiểu vấn đề không? 1 giờ. Đó, 1 giờ. Được chưa các bạn? Nào, 1 giờ thì bạn suy x bao nhiêu nhỉ? Suy x bao nhiêu đây? X bao nhiêu? Nào, x bao nhiêu bạn ơi, x bao nhiêu đây, x bao nhiêu nhỉ, x bao nhiêu nào? Trong trường này bạn tính ra x nó vẫn là 60 km đúng không? 60 km đúng không? X bạn thay vào vẫn là 60 km. Nào, gặp nhau lúc mấy giờ? Nào, vẫn là lúc mấy giờ các bạn ơi? Lúc mấy giờ? Nào, lúc mấy giờ các bạn ơi? Cái 1 giờ này, cái 1 giờ này là tính từ mốc 7:30. Bạn lưu ý nhá, cái 1 giờ này là tính từ mốc 7:30. Vậy trong trường này gặp nhau vẫn là lúc mấy giờ? Vẫn là lúc mấy giờ? Đúng rồi, vẫn là 8:30. Vậy các bạn thấy một điều như sau. Dù các bạn viết theo phương trình mốc 7 giờ hay dù bạn viết theo phương trình mốc 7:30 thì bạn phải tìm ra vị trí gặp nhau nó phải là như nhau. Bạn lưu ý nhá, dù chúng ta viết theo mốc 7 giờ hay mốc 7:30 thì vị trí gặp nhau phải như nhau, tức là vị trí gặp nhau là 60 km, 60 km, và thời điểm gặp nhau là lúc 8:30. Đó, hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không? Vậy kết luận luôn, hai xe gặp nhau, được chưa? Tại vị trí cách A, được chưa? 60 km, cách A 60 km, lúc 8:30, lúc 8:30. Mình lưu ý nhá, phương trình có phương như thế này, bạn viết theo các mốc thời gian khác nhau thì bạn ra phương trình chuyển động của các xe khác nhau, nhưng cái vị trí gặp nhau nó phải là như nhau. Hiểu vấn đề mà, được chưa? Đó, rõ ràng là hai xe này đều gặp nhau tại vị trí cách A là 60 km và lúc 8:30.